Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 81. Ngô Vị rất thông minh, Trương Tiểu Bình chỉ dậy một lát là anh ta đã hiểu được 70-80%, sau đó đi sang một bên yên tĩnh để tu luyện. Trương Tiểu Bình chờ một lúc rồi vào chui vào tiên quan tu luyện, 9 loại sức mạnh bên trong không ngừng dội vào trong cơ thể anh, hơn nữa sau khi đột phá tầng 9 của hóa kình thì tốc độ hấp thu sức mạnh của anh cũng nhanh lên đáng kể. 3 ngày sau, sức mạnh trong tiên quan đã nhạt dần, còn Trương Tiểu Bình cũng thấy cơ thể mình đã đạt đến một giới hạn nào đó, gần như anh sắp lột xác. Cảm giác này xuất hiện không lâu thì người anh chợt cứng đờ, không thể cử động. Cùng lúc đó, có sợi tơ tuôn ra từ trong lỗ chân lông của anh, sau đó cuộn tròn người anh lại như một cái kén. Cơ thể Trương Tiểu Bình đẫm dịch lỏng bên trong cái kén ấy, anh chuẩn bị lột xác. Khi luồng sức mạnh cuối cùng trong tiên quan bị Ngô Bình hấp thu, tiên quan chợt rung lên dữ dội, một luồng khí tức mạnh mẽ tuôn ra, đó là một tia sáng màu lam vàng, nó bắn ra từ dưới đáy tiên quan rồi nhanh chóng xâm nhập vào trong cái kén. Thấy thế, La Thiên Tướng cười nói, giờ mới là hóa vũ thành tiên thật này. Thần Chiếu gật đầu, chủ nhân có tiên thể thật rồi, thể chất này đến thiên tiên cũng không đọ được. La Thiên Tướng, đương nhiên, thể chất của thiên tiên là tiên lực luyện chế thành sau khi thành tiên. Nhưng Trương Tiểu Bình thì khác. Thứ cậu ấy đã gây dựng là nền móng vô cùng vững chắc, mọi người có thể tưởng tượng nếu cậu ấy thành thiên tiên thì tiên thể sẽ mạnh đến mức nào không? Mọi người lắc đầu, ông ta nói tiếp, thường thì địa tiên chính là thiên tiên, là sự tăng tiến của tầng sinh mệnh. Sau khi thành thiên tiên, tu sĩ sẽ có thể chất thiên tiên, hầu hết sẽ mạnh hơn các thể chất trước đó từ 8 đến 10 lần. Nhưng đó là người bình thường, còn Tiểu Bình thì khác. Giờ cậu ấy có tiên thể cửu tuyệt. Sau này mà có thể chất của thiên tiên thì kéo còn mạnh hơn các thể chất khác vài trăm lần ấy. Mọi người đều kinh ngạc, mạnh thế ư. La Thiên Tướng, đây chính là thiên kiêu, họ luôn mạnh dù ở bất kỳ cảnh giới nào. Kén sáng duy trì khoảng 6 tiếng đồng hồ thì bị người ở bên trong phá thủng, một thanh niên không mặc đồ bước ra từ bên trong. Người thanh niên này đã khôi phục lại dáng vẻ của Ngô Bình, tuổi khoảng 20, cao 1m9, da thịt hoàn mỹ. Toàn thân như phát sáng. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Ngô Bình, Đường Tử Di cười nói, càng ngày càng đẹp trai. Trương Tiểu Bình giơ tay lên nhìn rồi nhảy ra khỏi thiên quan, sau đó đi lấy quần áo mặc. Anh vừa mặc đồ xong thì chị Ly mở cửa đi vào rồi cười nói, Tiểu Bình, cậu đột phá rồi à? Trương Tiểu Bình nói, chị Ly, em đột phá rồi. Chị Ly cười nói, chuyện cậu đánh bại địa tiên đã đồn ra ngoài rồi. Mấy hôm trước suốt ngày có người đến hỏi thăm, nhưng bọn chị đều bảo cậu đang đi du lịch. Trương Tiểu Bình gật đầu, đúng là em không rảnh để gặp họ, lát nữa tôi còn phải bế quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ Ngô Bình đã có tiên thể cửu thiên, nội kình cũng chuyển hóa thành tiên kình lớn mạnh. Tiếp theo, anh có thể dễ dàng luyện hóa và chính thức tiến vào giai đoạn tu hành chính thức, đó là cảnh giới luyện khí. Chị Ly ngạc nhiên hỏi, tại sao lại nhốt chúng ta lại? Trương Tiểu Bình thở dài nói, em không biết, chắc có liên quan đến tu sĩ địa tiên của thiết trưởng môn mà em đã đánh bại. Chị Ly, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Tiểu Bình bình tĩnh nói, kệ họ, giờ em phải tu luyện để nâng cao thực lực đã. La Thiên Tướng có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra bên trong phòng. Ông ta cười lạnh nói, có thiên kiêu phát hiện ra sự phi phàm của Tiểu Bình nên định giết cậu ấy để chiếm vận khí. Đường Tử Di lập tức lo lắng, làm sao bây giờ? Chúng ta có cần dẫn anh ấy đi không? La Thiên Tướng, không phải lo, người đó sẽ không phát hiện ra ngay được đâu, nếu không đã chẳng hạ cấm chế. Sắp tới, chắc chắn Tiểu Bình sẽ đột phá, đến lúc đó chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Mà với Tiểu Bình thì khiêu chiến cũng là cơ duyên, chúng ta cố đừng nhúng tay vào, trừ phi cậu ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe La Thiên Tướng nói vậy, mọi người mới yên tâm phần nào. Về phần Trương Tiểu Bình, anh ngồi xuống bằng xuống, tiên kình bắt đầu luyện tinh hóa khí, mà tinh nguyên này chính là nội kình. Những người bình thường luyện tinh hóa khí thì sẽ cho ra nội kình bình thường, hầu hết là giai đoạn ám kình, hiếm ai đạt đến hóa kình. Nhưng nội kình của Trương Tiểu Bình đã là tiên kình của tầng thứ 9 thuộc hóa kình, vì thế tinh nguyên mà anh luyện chế có chất lượng cao hơn, chân khí luyện ra cũng mạnh hơn. Luồng chân khí đầu tiên xuất hiện. Trương Tiểu Bình đã dẫn chúng vào trong 20 chính kinh và 8 đại kỳ kinh. Anh đã có tiên thể cửu tuyệt nên kinh lạc cũng khác người thường,
số lượng kinh lạc của anh đã gấp 20 lần người bình thường, đã thế anh còn có 9 tiên mạch. Không chỉ vậy, kinh lạc cấp 2, cấp 3 và cấp 4 của tiên thể cửu tuyệt không cần luyện cũng tự thành công, vì thế quá trình luyện khí của Trương Tiểu Bình dễ dàng hơn rất nhiều. Vài phút sau, nội kinh của anh đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí vận hành một chu thiên trong cơ thể, làm người anh bay lên cao, lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 mét. Cảnh giới luyện khí truyền thống chia thành tiểu chu thiên, đại chu thiên, luật động và luyện khí thành sức mạnh. Nhưng trong ký ức của Trương Tiểu Bình thì ngoài luyện khí thành sức mạnh ra thì vẫn còn ba cảnh giới nữa là khí động sơn hà, khí tượng vạn thiên và khí mãn càn khôn. Tiểu chu thiên và đại chu thiên thì quá đơn giản với anh. Sau đó là chân khí luật động, theo trí nhớ của anh thì có một luyện pháp rất huyền diệu tên là ngũ hành luật. Ngũ hành luật kết hợp với ngũ hành của tự nhiên, sau khi luyện thành thì chân khí sẽ tăng lên rõ rệt. Tiên thể cửu tuyệt rất phi thường, Trương Tiểu Bình chỉ tu luyện hơn nửa tiếng thì đã luyện thành rồi, chân khí của anh lập tức thay đổi. Khi anh phóng chân khí ra ngoài thì thấy nó có 5 màu và liên tục biến đổi màu sắc. Nửa tiếng sau, chân khí ngũ hành đã ngưng tụ thành ngũ hành tiên canh. Ngay sau đó, Ngô Bình đã tiến vào khí động sơn hà. Cảnh giới này có nghĩa là khi sử dụng chân khí thì có thể kết nối với tự nhiên. Nội kình trước đó của Trương Tiểu Bình đã đạt đến cảnh giới thiên nhân rồi nên cảnh giới này không có gì là khó với anh cả. Anh thử vài lần thì thấy mình có thể điều động được sức mạnh của trời đất tập trung vào trong chân khí, từ đó khiến chân khí của anh có lực sát thương mạnh hơn. Sau đó là đến khí tượng vạn thiên. Cảnh giới này là chỉ sự biến đổi khôn lường của chân khí. Anh tu luyện một lúc lâu thì thấy có rất nhiều phù văn xuất hiện trong không khí, chúng đều đang phát sáng. Ngay sau đó, phù văn đã biến thành phong cảnh, con người, động vật, thậm chí chúng còn biết cử động và nói chuyện. Phía xa hơn thì có núi sông, tất cả đều là chân khí của Trương Tiểu Bình biến hóa thành. Cuối cùng chỉ còn lại khí mãn càn khôn. Cảnh giới này là truyền chân khí đến không gian xung quanh, sau đó hấp thu năng lượng của đất trời. Như vậy thì anh có thể nối liền thành một thể với giới tự nhiên. Lúc này, nếu gặp nguy hiểm thì anh có thể mượn năng lượng của tự nhiên để tung một đòn chí mạng cho kẻ thù. Ngoài ra, khí mãn càn khôn còn có thể nâng cao khả năng rèn luyện cơ thể và tinh thần, là một cảnh giới vô thượng đến thiên tiên cũng phải ao ước. Trương Tiểu Bình thử phóng chân khí ra không gian xung quanh, nhưng không lâu sau, anh đã thấy yếu hẳn. Dẫu sao, chân khí trong người anh cũng không nhiều. Với thực lực hiện tại thì anh vẫn chưa làm đến bước này được. Anh bỗng thấy có một cái cây xuất hiện trong đan điền của mình, bên dưới gốc cây có một không gian gập. Đúng lúc này, dưới dấp cây đã bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng vô tận. Các sức mạnh ấy tiến vào cơ thể anh, sau đó nhanh chóng sinh ra chân khí ngũ hành mới, chân khí anh phóng ra ngày càng nhiều hơn, dần dà đã đầy ắp phòng. Trương Tiểu Bình không kịp nghiên cứu về sự xuất hiện của cái cây ấy, mà nhanh chóng đột phá ngay. Đẩy cảnh giới lên tầng thứ 8 của luyện khí là khí mãn càn khôn. Chân khí vừa đầy phòng thì cấm chế bên ngoài biến mất, có người mở cửa ra. Một người thiếu niên đi vào, trông cậu ta khoảng 14, 15 tuổi, mi tâm có một nốt ruồi son, cậu ta mặc áo bào thêu hình rồng, tươi cười bước về phía Trương Tiểu Bình. Cậu ta đi vào phòng rồi nhìn trái ngó phải, sau đó cau mày nói, xem ra là cậu rồi, sao bảo cậu cũng là thiếu niên. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy lớn hơn tôi thế. Một người đàn ông trung niên xuất hiện sau lưng cậu ta rồi nói, thế tử, chắc người này vừa đột phá nên ngoại hình mới thay đổi. Cậu thiếu niên gật đầu, được đấy, biết rõ đang bị người khác vây nhốt mà vẫn còn tâm trí tu luyện, hơn nữa còn thành công chứ. Đúng là thiên kiêu đây rồi, không uổng công đích thân tôi tới giết cậu. Trương Tiểu Bình cau mày, cậu muốn giết tôi ư? Cậu thiếu niên cười nói, đừng sợ. Tôi ra tay nhanh lắm, loáng cái là xong thôi. Dứt lời, anh ta lướt nhanh trên nền nhà tới gần Trương Tiểu Bình, sau đó giơ tay phải ra tấn công anh. Tuy cậu thiếu niên còn ít tuổi, nhưng tu vi đã ở cảnh giới linh biến, chứng tỏ tư chất rất tốt, mỗi bước chân đều rất chắc chắn, vì thế cậu ta tỏ rõ vẻ coi thường Trương Tiểu Bình và nghĩ một tu sĩ nội kình còn con như anh thì mạnh được đến đâu. Nhưng cậu ta sai rồi, Trương Tiểu Bình đã ở cảnh giới luyện khí viên mãn. Hơn nữa còn đạt đến tầng thứ 8. Anh vừa ra tay thì chân khí tồn đọng trong không khí đã nổ tung. Quỳnh! Chân khí ngưng tụ thành hai trường ấn khổng lồ, sau đó đập người thiếu niên nát bét. Bụp! Cậu ta đã bị đập chết tươi tại chỗ. Đám thuộc hạ đi theo đều sững sờ,
ai nấy đều biến sắc mặt rồi nói, cậu dám giết thế tử. Vù. Một đường kiếm hạ xuống, đám thuộc hạ của cậu thiếu niên cũng đi chầu Diêm Vương, đường kiếm ấy quá mạnh. Trương Tiểu Bình ngẩn ra, là ai ra tay vậy? Anh bước ra khỏi phòng nhưng không nhìn thấy gì hết. Người ra tay chính là La Thiên Tướng, ông ta nói, không thể cho đám này sống được, không thì họ sẽ đi phao tin và gây bất lợi cho Tiểu Bình. Đường Tử Di, Tông Chủ La, ngài ra tay như vậy thì có ảnh hưởng đến độ kiếp của Tiểu Bình không? La Thiên Tướng, không sao đâu, cậu ấy sắp luyện thần rồi, luân hồi đại kiếp sắp kết thúc, giờ chúng ta ra tay giải quyết phiền phức cho cậu ấy cũng không ảnh hưởng gì. La Thiên Tướng nói không sai, sau khi giết cậu thiếu niên xong, Trương Tiểu Bình lập tức quay lại phòng để đột phá lên cảnh giới luyện thần. Luyện thần hay còn gọi là luyện khí hóa thần. Nội kình cao cấp hóa thành chân khí tương tự, mà chân khí này có thể sinh ra thần niệm cùng cấp. Tu sĩ truyền thống thường sẽ phải tu luyện thần giác rồi mới tu làm thần thức, cuối cùng mới đến thần niệm. Nhưng ba bước này quá đơn giản với Trương Tiểu Bình, anh ngưng tụ một lèo đến thần niệm luôn. Song theo công pháp mà anh biết thì thần niệm mới chỉ là bắt đầu thôi, phía sau còn bốn cảnh giới nữa là niệm hóa tam thiên, niệm động sinh lôi, nhất niệm vạn tải và nhất niệm nhất thế giới. Cả bốn cảnh giới này đều vô cùng cao thâm, cũng là giai đoạn tu luyện khó nhất trước khi Trương Tiểu Bình trúc cơ. Niệm hóa tam thiên là thần niệm chia thành nhiều suy nghĩ, mỗi suy nghĩ đều có thể tư duy và có tính phán đoán độc lập. Trương Tiểu Bình nhanh chóng hoàn thành xong bước này, nhưng đến cảnh giới tiếp theo là niệm động sinh lôi thì sẽ hơi khó một chút. Cảnh giới này thật ra là dùng suy nghĩ kết nối với thiên lôi địa hỏa để rèn luyện suy nghĩ, giúp nó mạnh mẽ hơn. Đây đương nhiên không phải chuyện một sớm một chiều nên Trương Tiểu Bình cũng mất mấy ngày. Sau nhiều ngày tu luyện vất vả, Trương Tiểu Bình định nghỉ ngơi vài hôm để bầu bạn với chị Ly. Xong, anh không biết rằng đã có một nhân vật lớn xuất hiện ở đây, đó chính là Tiêu Thái Tôn sư phụ của anh ở Thiên Đạo Môn. Trước đó, La Thiên Tướng đã nói qua với Tiêu Thái Tôn rồi, vì cùng là sư phụ của Trương Tiểu Bình nên họ cũng khá thân thiết. Tiêu Thái Tôn cũng biết luân hồi đại kiếp của Trương Tiểu Bình, lần này ông ấy tới đây để giúp Trương Tiểu Bình hoàn thành giai đoạn tu luyện cuối cùng là luyện thần. La Thiên Tướng đứng dậy chào hỏi, anh Tiêu. Tiêu Thái Tôn gật đầu nói, anh La, Tiểu Bình sao rồi? La Thiên Tướng, mọi thứ đều rất thuận lợi, thằng bé sắp đạt đến cảnh giới niệm động sinh lôi trong truyền thuyết rồi. Nếu muốn thành công thì đến thiên đạp bát cảnh của Thiên Đạo Môn là thích hợp nhất. Tiêu Thái Tôn, trong lôi cảnh có sấm sét mạnh nhất trên đời, hỏa cảnh thì có lửa mạnh nhất thế gian, hai nơi này đều là tuyệt cảnh, Tiểu Bình đến đâu cũng rất nguy hiểm. La Thiên Tướng, trước luân hồi đại kiếp, tôi đã bàn chuyện này với thằng bé rồi, cũng đã khuyên nó đừng thử, nhưng nó quả quyết đòi vậy, bảo là chỉ thế thì mới có thể luyện thần niệm được mạnh nhất và ngưng luyện ra nguyên thần mạnh nhất. Tiêu Thái Tôn gật đầu nói, đây chính là mục đích của luân hồi đại kiếp, đó là bù đắp thiếu sót. Giai đoạn trước nhân tiên của Tiểu Bình có điểm thiếu sót nên thằng bé muốn mỗi bước tiến phải thật hoàn hảo. La Thiên Tướng, có thể biến luân hồi đại kiếp của mình trở nên chấn động cả thiên hạ thì chắc cũng chỉ có mỗi nó làm được thôi. Tiêu Thái Tôn, được rồi, chúng ta nên tôn trọng quyết định của thằng bé. Tôi sẽ kiếm lý do để đưa nó đến lôi cảnh, sau đó tới hỏa cảnh. Nếu thằng bé có thể thành công trúc cơ trong hỏa cảnh thì có thể tiếp tục 6 cảnh giới khác. Chờ nó viên mãn hết thì sẽ tiến vào cảnh giới nhân tiên, sau đó thức tỉnh ký ức và khôi phục thực lực. Nghe vậy, Chu Thanh Nhiên nói, ông Tiêu, Tiểu Bình khôi phục lại tu vi và ký ức thì thực lực sẽ mạnh hơn trước nhiều đúng không? Tiêu Thái Tôn cười nói, đương nhiên thực lực sẽ tăng, nhưng không rõ ràng đâu. Điều đáng quý nhất trong kiếp nạn này là bổ sung những khiếm khuyết trong quá khứ. Sau đó, tu luyện ở các giai đoạn sẽ đều ở trạng thái hoàn hảo, điều này có lợi rất nhiều trong việc tu hành của cậu ấy. La Thiên Tướng, đại kiếp xong thì Tiểu Bình sẽ có nguyên anh, ha ha chắc nguyên anh của nó cũng khủng bố lắm đây. Tiêu Thái Tôn, thời thượng cổ, từng có người dùng nguyên anh chém chết chân tiên đấy, không biết Tiểu Bình có làm được không? Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tiêu Thái Tôn chợt vung tay lên, gió lớn nổi lên rồi thổi về phía căn phòng. Trương Tiểu Bình vừa định nghỉ ngơi thì nhìn thấy gió lớn, anh hoảng hốt rồi vội đẩy chị Ly ra xa. Căn phòng này mãi họ mới xây được, anh không muốn nó bị gió làm đổ, vì thế đã phóng chân khí ra ngưng tụ thành một bàn tay lớn định cản gió lại. Xong, cơn gió này mạnh hơn anh tưởng, anh vừa giơ tay lên thì cả người đã bị cuốn đi. Tiểu Bình, thấy thế, chị Ly hét lên rồi ngất xỉu.
Khi Trương Tiểu Bình tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở một thế giới kỳ lạ, xung quanh toàn là đá, bên trên có ánh đèn lập lòe. Trên trời có nhiều màu sắc, tiếng sấm chớp đùng đoàng liên tục, thậm chí có cái cây ở phía xa như thích điện, anh đoán đây là thế giới sấm sét. Nơi quỷ gì thế này? Cơn gió lớn đã cuốn mình đến đây ư? Trương Tiểu Bình gãi đầu rồi chật vật đứng dậy. Bù! Một con điện xà chui lên rồi cắn vào cánh tay anh, Trương Tiểu Bình vung tay làm nó rơi xuống đất nứt thành hai đoạn. Anh cất bước thì thấy đá bên dưới nổ tung, một tia sấm đánh xuống người anh, toàn thân anh cứng đờ, chỉ thấy tê dại. Đó là nhờ anh có thể chất rất mạnh, chứ nếu là người bình thường hay tu sĩ địa tiên hoặc nhân tiên thì đã về với đất mẹ rồi. Lúc này, Tiêu Thái Tôn đang lặng lẽ đứng chờ ngoài lôi cảnh, cảnh tượng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Dẫu sao Tiêu Thái Tôn cũng là một trong 8 trưởng lão nòng cốt ở đây. Loáng cái, đã có một trưởng lão khác tên là Ngụy Vô Cương xuất hiện rồi cười hỏi, ông Tiêu, ông đứng đây làm gì thế? Lẽ nào có đệ tử của ông vào trong à? Tiêu Thái Tôn đáp đúng, đệ tử Trương Tiểu Bình của tôi đang ở bên trong. Ngụy Vô Cương lắc đầu nói, ông Tiêu à, ông sơ suất quá, ông không biết hôm nay là ngày gì à? Tiêu Thái Tôn thờ ơ nói, tôi biết chứ. Hôm nay là ngày sấm sét hoạt động mạnh nhất. Tiêu Thái Tôn, vì nó giỏi hơn các thiên kiêu bình thường, mà ông cũng không cần nhắc tôi làm gì, cứ chờ đi rồi sẽ biết thôi. Ngụy Vô Cương híp mắt lại, sau đó chợt có dự cảm không ổn, lẽ nào đệ tử của Tiêu Thái Tôn thật sự sống sót trở ra? Hơn nữa còn nhận được lôi hồn điện phách. Phải biết là sấm sét là sức mạnh thần bí và khủng khiếp nhất của vũ trụ, được coi là khởi nguồn của sinh mệnh. Ai nhận được lôi hồn điện phách thì chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất thiên kiêu. Trương Tiểu Bình dẫm trên nền đất trong lôi cảnh vang lên những tiếng tanh tách, các vụ nổ làm lòng bàn chân anh đau nhói. May mà anh có thể chất mạnh mẽ, chút sấm sét này không thể khiến anh bị thương, cùng lắm chỉ thấy hơi đau thôi. Anh lẩm bẩm nói, nơi quái quỷ gì thế không biết, sao mặt đất cũng có điện chứ? Anh đi được một đoạn thì giày đã cháy, sau đó đến quần áo cũng bị thiêu rụi, anh đành trần truồng rồi đi tiếp. Dẹt. Đột nhiên có một tiếng sấm to vang lên trên trời, cùng với đó là một tia sét ngũ sắc nổ tung, như thể muốn hủy hoại hết mọi thứ, Trương Tiểu Bình cũng giật mình đến mức ngồi xuống đất, đầu cũng ong lên. Sấm sét gì mà ghê thế, nó mà đánh xuống người mình thì chắc mình bay màu luôn. Anh thấy hơi sợ nên chuẩn bị tìm một chỗ trốn, nhưng tìm mãi cũng không thấy một chỗ dung thân. Nếu thế thì anh không tìm nữa mà ngồi xuống. Sau đó nhìn các tia sét trên trời như có điều suy nghĩ. Niệm động sinh lôi cần kết nối với sấm sét trên trời, đây chẳng là cơ hội trời ban còn gì. Vì thế, anh đã phóng thần niệm ra để thử kết nối với sấm sét, nhưng chúng quá mạnh nên thần niệm của anh vừa chạm tới thì đã bị tiêu diệt ngay. Trương Tiểu Bình run lên, đầu bỗng đau dữ dội. Mạnh thế thì biết kết nối với nó kiểu gì đây? Tuy thấy khó nhưng Trương Tiểu Bình không bỏ cuộc. Anh dùng mọi cách để thử kết nối lại, sau 3 lần thất bại, anh vẫn tiếp tục, nhưng đến lần thứ 10 vẫn chưa thành công. Mỗi lần thất bại, Trương Tiểu Bình lại mất đi một ý nghĩ, tinh thần cũng rất khó chịu. Nhưng qua những lần đó, anh phát hiện mỗi lần bị sấm sét tiêu diệt thần niệm, sức mạnh hủy diệt bên trong nó lại bị tiêu hao, chỉ còn lại sức mạnh khá nhẹ. Vì thế, anh phóng cùng lúc hai ý nghĩ ra, một trước một sau nuôi đuôi nhau. Khi tiếp xúc với sấm sét, ý nghĩ phái trước như tấm bia đỡ đạn, ý nghĩ phía sau đã bắt được sức mạnh sấm sét sót lại. Ý nghĩ phía trước vẫn bị triệt tiêu như thường, sau đó sức mạnh sấm sét yếu hơn đã truyền vào ý nghĩ thứ hai. Sau đó ý nghĩ này đang có được sức mạnh của sấm sét, sau đó nó đã mạnh mẽ và có uy thế hơn rất nhiều. Ý nghĩ lấy trộm được sức mạnh sấm sét đã quay trở lại cơ thể Trương Tiểu Bình, sau đó nhanh chóng bị thần niệm hấp thu. Cách này hay phết. Nhưng nếu cứ thế thì mình sẽ tốn nhiều ý nghĩ lắm, anh lắc đầu nhưng vẫn quyết định thử thêm vài lần nữa. Cứ thế, anh đã phóng 6 ý nghĩ ra một lúc, hai cái vào một nhóm, hai nhóm đầu vừa tiếp xúc với sấm sét đã bị triệt hạ ngay, sau đó nhóm cuối cùng sẽ hấp thu sức mạnh sấm sét yếu hơn. Lúc trước, Ngô Bình có 3.000 ý nghĩ, nhưng thực tế thì anh đã phân hóa ra nhiều hơn. Vậy mà loáng cái, anh đã dùng hết hơn 1.000 ý nghĩ, nhờ đó mới lấy được đủ sức mạnh sấm sét. Sức mạnh này đã bị thần niệm hấp thu hết. Hiện tại, thần niệm của anh không thể hấp thu thêm sức mạnh sấm sét được nữa, vì thế anh phóng một lúc 300 ý nghĩ ra để kết nối với sấm sét.
Có lẽ vì trong người đã có sức mạnh cùng loại nên sấm sét không còn lạnh lùng với anh nữa, hai bên va chạm, Trương Tiểu Bình cảm thấy có tiếng tách tách. Bây giờ, sấm sét không tiêu diệt ý nghĩ của anh nữa, mà lưu lại ở đó. Trương Tiểu Bình cẩn thận thu 300 ý nghĩ về, chúng vừa quay lại thì các ý nghĩ khác đã thi nhau lao vào cắn nuốt sức mạnh sấm sét. Nhưng sấm sét nào có dễ chơi, các ý nghĩ như đám trẻ con ăn khoai lang nóng, tuy ngon nhưng dễ bị bỏng. Nhờ hấp thu sức mạnh này mà thần niệm của Trương Tiểu Bình đã khác hẳn, nó đã có thêm khí tức khủng khiếp hủy thiên diệt địa. Nửa tiếng sau, cuối cùng Trương Tiểu Bình cũng đã luyện hóa được sức mạnh sấm sét, nhờ đó anh đã có thêm 500 ý nghĩ để tiếp tục hấp thu nhiều sức mạnh sấm sét hơn. Lần thứ hai đã dễ hơn lần đầu, vì anh đã hấp thu được sấm sét hoàn chỉnh. Sau đó, anh đã phóng 1.000 ý nghĩ ra trong lần thứ ba, lần thứ tư thì lên 3.000. Tới lần thứ năm thì có bao nhiêu là anh phóng hết. Cuối cùng thì anh cũng hấp thu đủ sức mạnh sấm sét, hơn 10.000 ý nghĩ quay trở về. Bây giờ, Trương Tiểu Bình mới phát hiện sấm sét này không chỉ làm thần niệm lớn mạnh hơn, mà còn có thể tôi luyện tiên thể cửu tuyệt của anh. Một lúc lâu sau, cơ thể anh lại hùng dũng hơn. Nhưng so với sự thay đổi của thần niệm thì vẫn chưa là gì. Thần niệm của anh có thể sinh ra sấm sét và có uy năng hủy diệt mọi thứ. Niệm động sinh lôi xong rồi, giờ mình sang nhất niệm vạn tải thôi, Trương Tiểu Bình thầm nghĩ. Cảnh giới này là đưa ý nghĩ vào trong không gian tinh thần của mình, tuy ý nghĩ trải qua rất nhiều năm trong không gian, nhưng ở ngoài thì mới chỉ một lát thôi. Đạt được cảnh giới này thì anh sẽ có nhiều thời gian để suy ngẫm và học tập hơn, nhất là khi chiến đấu hoặc tu hành, dù vào lúc cấp bách, anh vẫn có thể ung dung, suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định hành động. Như vậy thì tỷ lệ thất bại trong chiến đấu và tu hành của anh sẽ giảm mạnh. Nhất niệm vạn tải có yêu cầu cực cao về số lượng ý nghĩ, ít nhất phải có trên 100.000, vì thế Trương Tiểu Bình lại phải tiếp tục chia nhỏ ý nghĩ ra. Hấp thu thần niệm trong sức mạnh sấm sét xong nên tốc độ chia nhỏ ý nghĩ của Trương Tiểu Bình cũng nhanh hơn, anh đã chia được 160.000. Loáng cái, anh đã cho tất cả ý nghĩ lên cao để hấp thu sức mạnh sấm sét. Đánh chén no nê xong, anh mới tiến hành bước tu luyện tiếp theo là nhất niệm vạn tải. Nguyên lý của cảnh giới này thật ra là mượn các ý nghĩ để suy nghĩ, phán đoán thật nhanh, sau đó cho ra hiệu quả thần kỳ là bên trong không gian đã trải qua chục nghìn năm, nhưng bên ngoài mới chỉ là một giây. Có khả năng này rồi thì Trương Tiểu Bình lại đột phá lên cảnh giới cao hơn là nhất niệm nhất thế giới. Cảnh giới này sẽ hình thành khả năng phân tích và phán đoán trên nền tảng của nhất niệm vạn tải. Muốn đạt đến cảnh giới này thì Trương Tiểu Bình buộc phải có 1.000.000 ý nghĩ trở lên. Nếu được như vậy thì trong đầu sẽ hình thành một thế giới, nó có thể mạnh ngang với thế giới bên ngoài. 1.000.000 khéo vẫn chưa đủ, phải càng nhiều càng tốt, Trương Tiểu Bình vừa nghĩ vừa chia nhỏ ý nghĩ. Cuối cùng anh đã chia được 1.800.000 ý nghĩ rồi cho chúng lên trời hấp thu sức mạnh sấm sét. Cứ thế, anh chỉ mất 2 ngày để tạo ra hơn 20.000.000 ý nghĩ. Hơn 20.000.000 ý nghĩ đã là mức giới hạn mà anh có thể khống chế, nếu còn thêm nữa thì anh đành chịu bất lực. Muốn 20.000.000 ý nghĩ đạt đến trạng thái mỗi ý nghĩ một thế giới không phải chuyện gì quá khó, anh chỉ cần thử một lần là đã thành công ngay. Chớp mắt anh đã tạo ra được một thế giới ảo. Trong thế giới đó có sông có núi, có động vật, thực vật, diện tích rộng ít nhất cũng đến mấy ngàn tỷ km vuông. Thậm chí trong thế giới này còn có con người. Sau đó con người còn phát triển cả nền văn minh. Thế giới quá rộng lớn, vận hành trong thế giới ảo gần 100 năm, Trương Tiểu Bình hơi kiệt sức, đầu phát sốt như muốn nổ tung. Anh vội đánh tan thế giới đó, nhưng chuyện làm anh bất ngờ là lúc thế giới biến mất thì đã có một luồng sức mạnh kỳ diệu hình thành và bị thần niệm của anh hấp thụ hết. Đấy là gì? Anh rất ngạc nhiên, trong công pháp không hề có ghi chép về tình huống này. Sức mạnh đó vào trong cơ thể và thần niệm. Sau đó lắng xuống. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm sao để rời khỏi lôi cảnh này, dù gì thì ở nơi quỷ quái này, ngoài việc có thể tu luyện ra, chẳng có gì thú vị cả. Chính vào lúc đó, bầu trời bỗng kéo mây đen, sấm sét vang lên liên tục, càng lúc càng dữ dội hơn. Dù anh đã luyện hóa lôi đình nhưng lúc này vẫn cảm thấy khiếp đảm, cảm giác cứ như tận thế. Rắc rắc. Trong không trung xuất hiện một cơn lốc sét. Dường như bên trong đang hình thành thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Trương Tiểu Bình chửi thầm, vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ mong rời khỏi chỗ đáng sợ này. Nhưng cơn lốc bao trùm trên phạm vi quá rộng,
dù anh chạy nhanh thế nào thì cũng vẫn nằm dưới cơn lốc. Anh chạy được nửa tiếng thì dừng lại, nhìn cơn lốc với ánh mắt đầy phức tạp. Một tiếng sấm vang lên, vô số phù văn sấm sét liên tiếp được phun ra từ trong cơn lốc với sức mạnh hủy diệt. Những lôi phù này rơi xuống nhiều như tuyết, lúc chúng còn cách mặt đất chừng mấy trăm mét thì dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, dồn hết về phía Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình thấy không ổn, hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng anh có thể chạy đi đâu được chứ? Chỗ nào cũng có sét đánh xuống, cứ nổ lên người anh hết lần này đến lần khác, nổ đến mức anh tối tăm mặt mày, đầu tóc, lông mày đều bị cháy đen. May mà anh có tiên thể cửu tuyệt, lại được sấm sét tôi luyện nên mới không bị nổ chết. Anh vội giải phóng thần niệm, 10 triệu thần niệm kết thành một tấm chắn, bảo vệ chặt anh ở bên trong. Sét nổ trên thần niệm thì sức mạnh khủng khiếp của nó cũng từ từ bị hấp thụ, bùa sét này và sức mạnh sấm sét trước đó không giống nhau, nó không chỉ có uy lực mạnh hơn, mà còn đáng sợ hơn, vài lá lôi phù là đã có thể khiến Trương Tiểu Bình thê thảm như bây giờ rồi. Nếu có mấy trăm, mấy ngàn lôi phù cùng lúc rơi xuống thì chắc anh sẽ tan xương nát thịt. Lúc thần niệm hấp thụ lôi phù thì đồng thời Trương Tiểu Bình cũng không đứng yên, anh dùng hơn 1.000 ý nghĩ còn lại, mỗi ý nghĩ một thế giới, hư cấu ra một thế giới sấm sét, sau đó phân tích xem rốt cuộc lôi phù này là thứ quỷ quái gì. Thế giới đó chỉ có sấm sét, không có thứ gì phức tạp nên không khó để phân tích, cộng thêm việc lôi phù liên tục bị hấp thụ, luyện hóa nữa nên thông tin để anh tham khảo cực kỳ nhiều. Mấy phút sau, mắt Trương Tiểu Bình liền sáng lên, anh nói, thì ra là vậy. Những lôi phù này được hình thành từ cấm chế lôi đình, có uy lực kinh người. Thần niệm của anh cũng nhanh chóng học theo, dùng sức mạnh lôi đình làm cấm chế rồi tạo ra lôi phù ở bên trong. Chưa đến nửa tiếng, trong mỗi thần niệm của anh đều có một lá lôi phù. Anh vừa hiểu được lôi phù là gì thì cơn lốc xoáy lại phun ra rất nhiều vũ khí, cả kiếm lẫn đao, chúng xoay tròn, phóng xuống đất với tốc độ cực kỳ nhanh. Rõ ràng những uy lực của binh khí sấm sét này mạnh hơn nhiều lôi phù. Anh lập tức liên kết các lôi phù lại thành mảng lớn, ngăn cản những binh khí đó. Keng, keng, keng. Các binh khí lại bị anh thu hút, những binh khí trong phạm vi 100 dặm trở lại thì đều dồn hết về phía anh, chém lên lá chắn được hình thành từ lôi phù. Chưa được mấy phút anh đã thấy đuối sức, bề mặt tấm chắn xuất hiện nhiều vết rách rõ rệt. Đáng chết, anh thi triển nhất niệm vạn tải, bắt đầu nghĩ đối sách. Xem ra chỉ có thể phá giải nguyên lý của những binh khí sấm sét này. Anh không có cách nào hay hơn nên tiếp tục ở trong thế giới ảo bằng tinh thần phân tích. Lần này mất hết gần 10 phút anh mới phân tích ra binh khí sấm sét là gì. Chúng là do lôi phù kết hợp lại theo một quy luật và cấu tạo nào đó. Ngay lập tức, ý nghĩ của anh cũng bắt đầu thay đổi, các ý nghĩ kết hợp với nhau, từ đó kết hợp các lôi phù lại với nhau. Hơn 20 triệu lôi phù nhanh chóng tạo nên ngàn vạn kiếm lôi, 5 triệu tấm chắn lôi và 5 triệu thương lôi. Tấm chắn lôi được bố trí ở trong cùng, bảo vệ anh không bị thương, bên ngoài là kiếm lôi dày đặc, tạo nên lá chắn kiếm, đấy là lớp phòng vệ thứ hai. Cuối cùng, 5 triệu thương lôi chiến đấu với các binh khí sấm sét bên ngoài, chuyên phá giải những khu vực tấn công dày đặc nhất. Cảnh tượng mưa đao bão kiếm kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Sau đó có tiếng rồng ngâm hổ gầm từ trong cơn lốc truyền đến. Anh giật mình nhìn sang, một con rồng sét khổng lồ, một con hổ sét dũng mãnh, gào thét xông về phía anh. Trương Tiểu Bình giật thót tim, hét lớn lên rồi lập tức có đối sách. Anh chỉ huy 5 triệu thương lôi đâm về phía con hổ dũng mãnh, ngàn vạn kiếm lôi chém về phía con rồng khổng lồ. Con rồng khổng lồ và con hổ dữ đều rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những binh khí kia. May mà thương lôi của Trương Tiểu Bình đủ nhiều nên con rồng và con hổ đó đã bị vây kín không kẽ hở. Mặc dù kiến nhỏ nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều thì cũng có thể cắn chết được voi. Con hổ giữ bỏ cuộc trước, hét lên thảm thiết rồi lùi về sau. Trương Tiểu Bình hừm lên một tiếng lạnh lùng, vung tay phải lên, 5 triệu tấm chắn lội lập tức bay ra, hợp lại thành một thanh kiếm khổng lồ trên không trung. Thanh kiếm này dài hơn cả cơ thể của con rồng, rộng đến mấy dặm. Anh vung tay, thanh kiếm khổng lồ liền chém mạnh về phía con rồng lớn. Rắc rắc. Con rồng khổng lồ chỉ chặt đứt làm đôi, sau đó biến thành một đám mây điện. Thần niệm của Trương Tiểu Bình trói chặt nó lại, vừa nuốt vừa phân tích nguyên lý của con rồng sét khổng lồ này. Sau khi chém chết con rồng sét khổng lồ, con hổ sét cũng không cầm cự được bao lâu rồi cũng bị giết chết. Nửa tiếng sau, anh phân tích xong con rồng khổng lồ và con hổ dũng mãnh.
thật ra là do ý nghĩa sấm sét hình thành. Anh hiểu ra được nguyên lý thì lập tức dùng thần niệm, 10 triệu thần niệm liền tạo nên một con rồng sét khổng lồ, tiếng rồng hét lớn, như nuốt được cả sơn hà, còn mạnh hơn cả con rồng sét khổng lồ trước đó nữa. Tiếp ngay đó, 1.000 vạn thần niệm lại tạo nên một con mãnh hổ sét, nó gầm lên, trời đất như rung chuyển theo. Rồng và hổ biến thành 2 tia chớp, chạy vào trong cơ thể Trương Tiểu Bình, sau đó anh lại có thêm 1 chiếc áo, đấy là chiếc áo do ý nghĩa sấm sét biến thành. Anh nhìn cơn lốc sét đó, hừm lên một tiếng lạnh lùng, ức hiếp ta cả ngày trời, cũng đến lúc ta phản công rồi. Anh huýt một tiếng sáo dài rồi biến thành 1 tia chớp, phóng về phía cơn lốc sét. Trương Tiểu Bình vào trong cơn lốc, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải sấm chớp dữ lắm, nhưng điều khiến anh không thể tưởng tượng được là thế giới bên trong cơn lốc vô cùng yên bình. Ở đó khắp nơi đều có phù văn sấm sét, tận sâu trong những phù văn đó là một luồng năng lượng màu tím và một luồng năng lượng màu vàng. Anh rất tò mò, nghĩ một lúc rồi tiến đến trước luồng năng lượng màu tím. Năng lượng đó chỉ lớn bằng quả dưa hấu, chuyển động từ từ, có vẻ không có gì là nguy hiểm. Trương Tiểu Bình cảm giác được thứ này không đơn giản, thế là anh dùng 10.000 ý nghĩ chạm vào nó. Đùng! Tiếng sấm lớn vang lên, năng lượng màu tím liền chạy vào trong mũi anh, sau đó vào trong biển ý thức. Ý nghĩ của Trương Tiểu Bình bỗng quay về biển ý thức, cùng hợp làm một với sức mạnh màu tím. Vô số ý nghĩ biến thành một thể năng lượng hình người, là thần hồn của anh. Quá trình diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến, không đau đớn cũng không dày vò. Dường như năng lượng màu tím đó đã ở đó chờ anh sẵn, cả hai vốn dĩ vô cùng hợp nhau. Năng lượng màu tím nhanh chóng trở thành một phần của thần hồn Trương Tiểu Bình. Lúc này thần hồn của anh rất mạnh, thần niệm sắp có thể bao phủ cả lôi cảnh. Đồng thời anh cũng biết năng lượng màu tím này gọi là lôi hồn thiên tiên do một luồng sấm sét tạo ra giữa trời đất khi vũ trụ lần đầu phân chia. Có được lôi hồn, anh lại đến trước chùm sáng màu vàng. Giơ tay ra, chùm sáng đi vào cơ thể anh theo cánh tay. Cũng cực kỳ thuận lợi, năng lượng màu vàng trở thành một chiếc áo giáp sắt màu vàng, khoác lên trên người thần hồn. Thứ này gọi là điện phách, nó và lôi hồn được sinh ra cùng lúc cũng là điện phách tiên thiên được một luồng sấm chớp sinh ra trong vũ trụ. Có được lôi hồn điện phách, hai tay Trương Tiểu Bình tách ra là thế giới này sụp đổ. Sau đó lôi cảnh cũng biến mất, anh xuất hiện trong một sân vườn nhỏ. Trong sân không có ai, anh vừa định ra ngoài xem xét thử thì đột nhiên có một trận gió lớn thổi đến, trời đất xoay chuyển, ngay sau đó anh lại đi vào một nơi kỳ quái. Nơi này vô cùng nóng bức, dưới lòng đất là sa mạc màu đỏ, nóng rát, đi xuống 10 mấy mét nữa là dung nham. Con người gần như không thể tồn tại được trong môi trường này, ngay cả Trương Tiểu Bình cũng phải phóng thần niệm ra để chống lại cái nóng bức. Mẹ kiếp, sao lại bị gió thổi đi vậy? Đây là đâu? Trong sân nhỏ, Tiêu Thái Tôn mỉm cười, phía sau ông ta là Ngụy Vô Cương, sắc mặt Ngụy Vô Cương âm trầm đến đáng sợ. Ông đừng có mà đắc ý, dù ông ta có sống sót ra khỏi lôi cảnh cũng không có nghĩa là ông ta đã có được lôi hồn điện phách, Ngụy Vô Cương nói. Tiêu Thái Tôn vui vẻ cười ha ha, vậy à, lẽ nào ông không nhận ra lôi cảnh đã sụp đổ, nếu lôi hồn điện phách không bị nóng chảy, lôi cảnh sẽ không biến mất. Ngụy Vô Cương hừ một tiếng. Vung tay lên rồi biến mất. Ngay sau đó ông ta xuất hiện trong một cung điện. Khắp nơi trong cung điện là sương khói xanh, loáng thoáng có một bóng người trong làn sương, khí tức khá mạnh. Ngụy Vô Cương cúi người xuống, đệ tử Vô Cương chào trưởng môn. Ừ, Vô Cương, có việc gì? Một giọng nói trầm thấp như thể vang đến từ trên 9 tầng mây vang lên trong đại điện. Ngụy Vô Cương, trưởng môn, ông vẫn còn ở đại lục Hồng Hoang sao? Giọng nói đó lại vang lên, tôi đang tìm kiếm cấm địa sinh mệnh với vài người bạn cũ, có chút thu hoạch. Ông có việc gì cứ nói đi. Ngụy Vô Cương, trưởng môn, Tiêu Thái Tôn thu nhận một đệ tử, tư chất của đệ tử đó quá nghịch thiên, vừa mới nuốt lôi hồn điện phách. Lôi hồn điện phách này là đồ của ông để lại cho cháu trai cả, hiện tại lại bị một người ngoài lấy đi tôi không chịu được nên tới báo ngay. Trưởng môn cười nói, lôi hồn điện phách, người có duyên biết tin thì đã sao? Dù cháu trai tôi có tư chất tốt nhưng chưa chắc có cơ duyên. Lẽ nào nó không có được thì cũng không cho người khác lấy sao? Vô Cương, lối suy nghĩ của ông còn quá nhỏ mọn. Ngụy Vô Cương, nhưng mà trưởng môn, Tiêu Thái Tôn vẫn luôn ở một mình, ông ta muốn thu nhận đệ tử như vậy không chừng đang lăm le thèm muốn vị trí trưởng môn của ông.
Trưởng môn, thật tốt khi thiên đạo môn có nhiều thiên tài, thân là trưởng môn, sao tôi có thể đố kỵ được? Ngụy Vô Cương, những lời ông nói có ý khiêu khích, bây giờ đi suy nghĩ lại về hành vi của mình, trước khi tôi quay lại thì không được rời đi, nếu không sẽ bị phạt theo luật. Sắc mặt Ngụy Vô Cương trở nên khó coi, trưởng môn, những gì tôi nói đều là lời thật lòng. Đủ rồi, ra ngoài. Vừa dứt lời, hai tu sĩ đi vào, một người nói với Ngụy Vô Cương, trưởng lão Ngụy, mời đi theo chúng tôi kiểm điểm lại về hành vi của mình. Ngụy Vô Cương phẫn uất rời đi, ngay sau đó một giọng nữ vang lên, những lời Ngụy Vô Cương nói không phải vô lý, Khôn Nhi có tư chất thiên tài, 24 tuổi đã thăng thiên trở thành thiên tiên. Lôi hồn điện phách đó cũng rất quan trọng với nó, bây giờ có người khác lấy đi, tôi cảm thấy rất khó chịu. Trưởng môn, đây chỉ là ý kiến của phụ nữ. Đứa bé kia có thể nhận được lôi hồn điện phách, đây là khí vận lớn đến mức nào? Có lẽ, ông ta sẽ là vũ khí để chúng ta đối đầu với tiên giới. Người phụ nữ im lặng vài giây, ông cụ muốn đào tạo cậu ta, sau đó để cậu ta đi đấu với Đại Thiên Tôn. Trưởng môn không có trả lời chỉ nói, đi một bước, cẩn thận một bước, tôi cảnh cáo cô không nên nhúng tay vào chuyện này, nếu không cho dù cô có bị Khôn Nhi oán hận, tôi cũng sẽ trừng phạt cô. Người phụ nữ nói, tôi nghe lời là được mà. Lúc này toàn thân Trương Tiểu Bình nóng đến mức khó chịu, thầm nghĩ cái nơi quỷ quái này không dành cho con người ở mà, chỉ bằng mình nâng cao tu vi, hướng đến trúc cơ. Trúc cơ còn được gọi là tiên thiên, tu sĩ truyền thống chia nó ra thành 5 bước, bão đan, luyện hình, sinh niệm, đan thành, linh cảm. Trong trí nhớ của Trương Tiểu Bình, trúc cơ được xây dựng trên nền tảng của việc tu luyện trước đây nhưng chỉ có 3 cảnh giới. Lần lượt là Giáng Long, Phục Hổ, Kim Đan. Đối với tu sĩ trúc cơ bình thường, cho dù là quỷ đan hay luyện hình, cũng như đan dược, linh thạch sau này thì đều là đường tắt thôi. Trước đây Trương Tiểu Bình đã có nền tảng vững chắc nên những thứ này có thể bỏ qua mà trực tiếp ngưng tụ kim đan. Nhưng mà nói tới, chân nhân chính trực nhất định phải kết đan. Một khi kết được đan thì là sự tồn tại cấp bậc chân nhân cổ đại. Bước đầu tiên của trúc cơ, Giáng Long. Giáng Long, giáng có nghĩa là rơi, thứ rơi xuống chính là thần, cụ thể là chỉ thần niệm, suy nghĩ của con người là tung bay, nó có thể mơ mộng và suy nghĩ, khi suy nghĩ của con người đang bay bổng, họ không thể kiểm soát bản thân. Chẳng hạn như khi nhìn thấy một thứ gì đó, sẽ có một số ý tưởng tự nhiên xuất hiện trong đầu, đó là một phản ứng bản năng. Giáng Long là suy nghĩ muốn đầu hàng khuất phục, không để chúng có tạp niệm, suy nghĩ bị đầu hàng khuất phục sẽ rất quy củ. Nó có thể vô lo vô nghĩ, cũng có thể không phân rõ. Nói thẳng ra là có thể khống chế lòng người, bước này nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Có người cả đời cũng không thể thuần phục trái tim của mình nên dễ bị ma ngoại xâm nhập, cuối cùng lầm đường lạc lối. Đúng lúc này, thần hồn của Trương Tiểu Bình phóng ra một tia sấm sét, trong thoáng chốc đã quét sạch mọi tạp niệm, đây là ưu điểm của thần hồn, khi tiếng sấm vang lên, thế giới im lặng, lòng anh cũng trống không. Cứ thế Trương Tiểu Bình dễ dàng hoàn thành bước đầu tiên, sau đó là bước thứ hai tương đối dễ, phục hổ. Thật ra hổ này là chân khí trong người anh, phục long tức là làm cho chân khí thuần phục thần hồn. Lúc này điện phách đó dung hợp với chân khí, có nó hỗ trợ, bước này cũng không khó, tất cả chân khí lập tức nghe lời phối hợp với thần hồn, chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây. Quan trọng nhất là bước thứ ba, long hổ kim đan. Bước này rất khó. Sở dĩ khó là vì kim đan này phải dùng thân thể để luyện chế, độ khó có thể so sánh với dùng lò luyện đan để luyện đan. Luyện đan cần phải có lửa, kết kim đan cũng cần có lửa. Trương Tiểu Bình nhìn ngọn lửa xung quanh, thầm nghĩ lửa này có tác dụng không? Trong sân, Tiêu Thái Tôn canh trước cửa, cánh cửa căn phòng trong sân là lối vào hỏa cảnh. Lúc này một người trung niên giữa trán có dấu ngọn lửa xuất hiện, người này là tông chủ hỏa tông dưới trướng của Thiên Đạo Môn. Thiên đạo môn có một biệt viện, 4 viện và 8 tông trong đó lần lượt lấy bát cảnh thiên đạo làm gốc, dần phát triển lên. Người đàn ông trung niên sầm mặt nói, giáo chủ Tiêu, đệ tử của ông vừa hủy hoại lôi cảnh, không biết hỏa cảnh của hỏa tông có thể giữ lại được không? Tiêu Thái Tôn nhìn người trung niên, tông chủ Viêm, tổ sư từng để lại pháp chỉ, bát cảnh chỉ cần tiêu diệt được trên 3 cái thì là lúc 8 tông hợp nhất. Người đàn ông trung niên tên là Viêm Liệt. Ông ta cười nhạo một tiếng, nếu chỉ hủy đi 2 trong số bát cảnh thì sao? Bảo hỏa tông bọn tôi sau này thế nào? Bát cảnh là 8 thánh địa tu luyện của thiên đạo môn, từng đào tạo rất nhiều đệ tử xuất sắc, không
không còn hỏa cảnh nữa thì hỏa tông sẽ trở thành nước không có nguồn, cây không có rễ, khó mà tồn tại lâu dài. Tiêu Thái Tôn nhìn ông ta nói, ông biết rõ hơn tôi, nếu hỏa cảnh bị hủy diệt chứng tỏ thần hỏa thời kỳ hỗn mang trong đó đã bị nung chảy. Ông nghĩ người có được thần hỏa thời kỳ hỗn mang sẽ là sự tồn tại thế nào? Viêm Liệt im lặng vài giây rồi nói, dù luyện hóa được thần hỏa thời kỳ hỗn mang thì hỏa cảnh cũng biến mất. Tiêu Thái Tôn lắc đầu, tông chủ Viêm, ông đúng là kiến thức hạn hẹp. Nếu giống như ông nói, Trương Tiểu Bình chỉ lấy đồ trong lôi cảnh và hỏa cảnh thì cậu ta cũng thân thiết với người của lôi tông, hỏa tông. Tương lai của cậu ta sẽ rất sáng lạn, có một chỗ dựa như vậy, lẽ nào không phải là chuyện tốt? Ha ha, giáo chủ Tiêu nói rất đúng. Một tia sấm sét đánh xuống sân, là một người thanh niên mặc đồ xám, giữa trán có dấu tia chớp, người này chính là tông chủ lôi tông, Chu Tử Phong. Tiêu Thái Tôn nói, quả nhiên tông chủ Chu là người thông minh. Viêm Liệt nhìn Chu Tử Phong, cậu Chu, lôi cảnh mất rồi, cậu lại còn cười được à? Chu Tử Phong, đợi Trương Tiểu Bình ra, tôi sẽ nhận cậu ta làm đệ tử đầu tiên của lôi tông tôi. Nói rồi hắn nhìn Tiêu Thái Tôn, giáo chủ Tiêu sẽ không phản đối chứ? Tiêu Thái Tôn nói, Trương Tiểu Bình là niềm kiêu hãnh của cả thiên đạo môn, dĩ nhiên tôi sẽ không hạn chế nó. Nếu có thể gia nhập vào lôi cảnh thì quá tốt rồi, nhưng cậu có thể sẽ không có cơ hội này. Chu Tử Phong nói, ý của giáo chủ Tiêu là Trương Tiểu Bình còn có thể phá phong cảnh. Tiêu Thái Tôn, phong lôi tương xứng, nó đã phá được lôi cảnh thì khả năng phá được phong cảnh rất lớn. Sau đó nó chắc cũng có thể phá được thủy cảnh, như thế nó có thể phá được bốn trong bát cảnh. Đến lúc đó tám tông hợp nhất, nó chính là chuẩn tông chủ. Ánh mắt Chu Tử Phong lóe sáng, tám tông hợp nhất, đây chắc là chuyện lớn kinh thiên động địa. Viêm Liệt cười mỉa, các người lạc quan quá rồi. Đồ trong phong cảnh có yêu cầu rất cao về cảnh giới, bây giờ cậu ta không thể đi vào trong. Tiêu Thái Tôn ngạc nhiên, yêu cầu với cảnh giới. Sao tôi không biết chuyện này? Là tôi nói cho ông ta, một cơn gió thổi qua, một người trung niên đồ xanh xuất hiện, nho nhã anh tuấn, đội khăn vuông, tay cầm cây quạt gấp. Người đến là tông chủ Phong Tông, Triệu Thanh Dương. Tiêu Thái Tôn, tông chủ Triệu, tại sao đồ trong phong cảnh lại có yêu cầu với cảnh giới? Triệu Thanh Dương, đồ trong phong cảnh là mắt gió đầu tiên được sinh ra trước khi thế giới được mở, sau đó nó được đại tài luyện hóa thành phong châu, trở thành một phần của bàn bát quái tiên thiên. Bởi vì nó đã từng được luyện hóa nên phải hằng phục, ít nhất cũng phải là địa tiên cảnh giới long môn. Tiêu Thái Tôn khẽ thở dài, ý trời. Tôi cứ nghĩ Trương Tiểu Bình có thể phá vỡ bát cảnh càng sớm càng tốt, khiến bản bát quái tiên thiên xuất hiện lại lần nữa. Mấy người họ nhìn nhau, dã tâm của Tiêu Thái Tôn quá lớn. Viêm Liệt, Tiêu Thái Tôn, ông đang nằm mơ sao? Quái bản tiên thiên là pháp khí của Hồng Mông Đạo Tổ, cho dù nó xuất hiện, ai có thể khống chế được? Tiêu Thái Tôn, một khi quái bản tiên thiên xuất hiện, Trương Tiểu Bình sẽ là chủ nhân. Có bảo vật này, ai có thể đánh lại nó? Hơn nữa, thiên đạo môn của chúng ta cũng sẽ lại lãnh đạo quần tiên và chỉ huy tam giới. Viêm Liệt lắc đầu, không thể nào, dù bát cảnh đều bị cậu ta phá hết, quái bản cũng sẽ không xuất thế nữa. Tiêu Thái Tôn, chuyện này đều có khả năng cả. Triệu Thanh Dương, được rồi, tranh luận chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cứ xem Trương Tiểu Bình có thể ra khỏi hỏa cảnh không trước kia. Trong hỏa cảnh, Trương Tiểu Bình đi đến miệng một ngọn núi lửa, miệng núi lửa phun ra thần diệm ba màu, uy lực kinh người, anh ném một miếng sắt vào miệng núi lửa, miếng sắt lập tức bốc hơi. Anh nghiến răng nghiến lợi, dùng lôi niệm bảo vệ thân thể, bay qua miệng núi lửa, ngọn lửa ba màu bên dưới đang hừng hực thiêu đốt, cho dù có thần niệm bảo vệ, anh vẫn cảm thấy đau đớn, thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt của mình đang bị nướng. Long hổ kim đan, kết. Anh hét lên một tiếng, thần hồn giảm xuống, chân khí tăng lên, thần khí giao hòa vào đan điền biến thành dược khí. Lúc này Trương Tiểu Bình hệt như một luyện đan sư xuất chúng, cả người anh là lò luyện đan, dựa vào thần hỏa ba màu trong miệng núi lửa trợ giúp, luyện chế ra long hổ kim đan này. Uy lực của ngọn lửa buộc Trương Tiểu Bình phải tập trung toàn bộ sự chú ý, thần khí xoay chuyển, tự động bắt đầu một loạt sự thay đổi chẳng hạn như đan biến, linh động, thu đan. Anh vô thức hoàn thành một loạt thay đổi như thể đã luyện tập vô số lần. Khoảng vài giây, chân khí và thần hồn đã hoàn toàn dung hợp vào nhau, ngưng tụ thành một viên kim đan hình tròn, sáng lấp lánh. Khi kim đan vừa xong, khí tức quanh người Trương Tiểu Bình tăng lên,
kim đan hình thành một lực trường đáng sợ. Trong lực trường này, thần hỏa ba màu đó bất động, không còn gây đau đớn cho anh nữa. Lực trường thoáng chốc bao phủ phạm vi ngàn dặm, tất cả các ngọn lửa đều dừng lại, thần niệm của Trương Tiểu Bình cũng thay đổi, nó phát ra từ kim đan, uy lực mạnh gấp mấy chục lần, đồng thời cũng nhạy bén hơn mấy chục lần. Thần niệm quét qua, anh phát hiện cách đó trăm dặm có một ngọn núi lửa khổng lồ, miệng núi lửa phóng ra thần hỏa chín màu, khí tức kinh người. Đó là thứ gì thế, anh lẩm bẩm. Anh đi vài bước đến trước miệng núi lửa, nhìn xuống thì thấy dưới núi lửa là dung nham nóng hổi, trong dung nham có một con cá lớn chín màu đang bơi lội. Trương Tiểu Bình rất ngạc nhiên, trong dung nham lại có cá. Anh nhìn thấy con cá này rất đẹp, thế là mở trường vực kim đan ra muốn bao vây, sau đó bắt nó lên xem. Thế nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là dù đang ở trong trường vực của mình nhưng con cá này vẫn bơi lội như thường, không bị ảnh hưởng gì. Lòng hiếu thắng trỗi dậy, anh nhảy vào dung nham. Trong trường vực này, dung nham hoàn toàn không thể làm tổn thương nó vì nhiệt vẫn còn đứng yên, sẽ không thể dẫn truyền nên anh cũng không cảm thấy nóng. Anh đưa tay ra chộp lấy, dùng nội lực, mấy lực đánh vào con cá lập tức nhảy lên, anh bèn chộp lấy nó. Sau khi bắt được con cá, nó há miệng phun ra một ngọn lửa chín màu vào mặt Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình há miệng hút vào, thế mà lại có thể hút ngọn lửa này vào trong bụng. Ngọn lửa này rơi trên kim đan, bề mặt kim đan xuất hiện ánh lửa chín màu nhàn nhạt. Trương Tiểu Bình giật mình nói, con cá thối này hay đấy, còn muốn thiêu chết mình. Anh há miệng phóng ra tia chớp đánh vào thân cá, con cá đau đớn vùng vẫy muốn phun lửa vào anh. Trương Tiểu Bình sợ lửa cháy phá hủy gương mặt đẹp trai của mình nên phải hút ngọn lửa ấy vào bụng, giữ ở bên trên kim đan. Vậy là một người một cá thi nhau tấn công qua lại mấy chục lần, cá phun lửa, người gọi sấm sét. Cuối cùng khi cá sắp phun hết lửa thì mặt ngoài kim đan của anh cũng xuất hiện một tầng thần hỏa chín màu, bên trong còn có tia lửa điện lập lòe. Anh đã mất hết kiên nhẫn, bèn cắn con cá một cái. Cá bị thương, biến thành một ngọn lửa chín màu bay vào tới chỗ kim đan của anh. Kim đan của anh bị chấn động, hóa thành một quả cầu lửa. Thế nhưng anh vẫn không cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này, toàn bộ hỏa cảnh dung chuyển ầm ầm rồi tan biến thành cho bụi. Thoát cái anh đã đi tới một tòa nhà. Bên trong có một đám người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Xem ra cậu ta đã đạt được lửa thần hỗn mang, một người đàn ông có ấn ký ngọn lửa ở giữa trán khẽ thở dài nói. Một người đàn ông khác mặc áo màu xanh lam bật cười đắc ý, ha ha, đây là chuyện tốt. Tiêu Thái Tôn bảo, Trương Tiểu Bình, con đột phá nhân tiên ở đây luôn đi. Anh lập tức phát động khí tức trong người, kim đan hơi chấn động. Những ký ức và tu vi bị giấu đi của anh chậm rãi quay trở về cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, anh đã đạt tới cảnh giới nhân tiên. Nhưng bởi vì anh đã kết kim đan nên con đường tu luyện sau này hơi khác với trước kia. Anh cần chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể khôi phục lại tu vi. Sau khi lấy lại được ký ức, Trương Tiểu Bình mới biết được thân phận thật sự của mình. Anh là Lý Huyền Bình, dùng tên giả là Ngô Bình, Trương Tiểu Bình. Anh lập tức cúi đầu chào hành lễ với Tiêu Thái Tôn, Sư Tôn. Tiêu Thái Tôn vui vẻ cười bảo, quả nhiên con không làm ta thất vọng. Để ta giới thiệu cho con biết. Ngô Bình bái kiến mấy vị tông chủ rồi quay sang nói với Tiêu Thái Tôn, Sư Tôn. Con muốn trở về giải quyết chút chuyện, tiện thể khôi phục lại tu vi luôn. Ông ấy đáp, được, con đi đi. Anh gật đầu rồi biến mất theo tiếng sét đánh ngang trời. Đây là thuật pháp mạnh nhất và cũng khó tu luyện nhất trong số các độn thuật, tên là thuật độn lôi. Anh đi được một đoạn thì bị đám người La Thiên Tướng và Đường Tử Di ngăn cản. Sư Tôn, Tử Di, Thanh Nghiên, anh bật cười hô lên. Đường Tử Di hỏi, anh vội vàng đi đâu vậy? Ngô Bình đáp, anh phải sắp xếp cho Minh Ly và Ngô Vị. Chu Thanh Nghiên cười bảo, không cần lo, bọn em đã sắp xếp xong xuôi từ lâu rồi, bây giờ hai người họ đang ở Hưng Long. Ngô Bình gật đầu nói, vậy thì tốt. Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp, chúng ta về trước đã. Con mua nhiều thức ăn lắm, để con nấu cho mọi người một bữa ra trò. La Thiên Tướng cười bảo, Huyền Bình, ta về Thiên Địa Kiếm Tông trước đã. Con đừng quên đại hội đấu kiếm đấy. Ngô Bình khẽ đáp, xin Sư Tôn yên tâm, con nhớ mà. Sau khi La Thiên Tướng rời đi, mấy người họ cũng quay về thành phố Hưng Long. Ngô Bình vẫn chưa đi gặp Minh Ly, anh đã khôi phục lại ký ức,
khó tránh khỏi cảm thấy gượng gạo, muốn ổn định lại cảm xúc rồi mới nói tiếp. Việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà là lấy lại tu vi. Muốn lấy lại tu vi đã mất không khó nhưng cũng cần có thời gian. Hơn nữa anh đều đạt mức cực hạn ở tất cả các giai đoạn của cảnh giới nhân tiên nên việc tu luyện lại sẽ khác lần đầu. Chẳng hạn như anh đã ngưng tụ thành kim đan có sức mạnh khủng khiếp, lại có thần lửa và lôi điện dung hòa nên anh phải trải qua một quá trình đặc thù để luyện hóa kim đan thành nguyên thần. Quá trình đó rất phức tạp, may sao anh đã từng có kinh nghiệm lần trước nên cũng không quá gian nan. Tối hôm đó, một luồng khí tức khủng bố xuất hiện ở đảo Hưng Long. Kim đan hóa thành một tia sáng chín màu bay lên không trung rồi ngưng tụ thành một nguyên thần cao 1000 mét. Luồng khí tức ấy khiến đất trời xung quanh phải rung chuyển. Toàn bộ tu sĩ trong vòng mấy chục nghìn mét đều phải khiếp sợ. Nguyên thần nhanh chóng quay trở về bản thể. Tiếp đó là lò luyện võ đạo, tiền bùa, kiếm hồn đều lần lượt hiện lên. 3 ngày sau, nguyên thần của Ngô Bình đã tiến vào thiên cung, nhanh chóng kết thành thần thai bằng bí pháp trong sổ tay Ngọc Hoàng. Thần thai ấy có thể sinh ra thần anh. Bình thường tu sĩ đạt tới giai đoạn anh biến thì sẽ sản sinh ra nguyên anh, còn của Ngô Bình gọi là thần anh. Thần thai này mạnh hơn rất nhiều, có lôi hồn điện hồn và cả lửa thần hỗn mang, còn có sức mạnh âm dương gia cố. Nhưng cảnh giới kết thai là quá trình tu luyện khá chậm rãi. Đến cả Ngô Bình có tư chất tốt đến mấy cũng phải dừng chân tại cảnh giới này dăm 3 tháng, thậm chí còn lâu hơn. Trong những ngày này, anh ở nhà nấu gan rồng móng phượng cho mọi người ăn. Ngô Mi thích thú không chịu để anh đi, nói phải được ăn ít nhất 3 ngày mới đã nghiền. Chưa đầy 2 ngày sau anh đã về bệnh viện trực thuộc Vân Kinh, bởi vì Vân Tịch vẫn còn đang trải qua luân hồi đại kiếp. Sai khi anh quay lại, viện trưởng lập tức cho người gọi điện cho bệnh nhân đặt lịch từ trước. Sau khi trải qua luân hồi đại kiếp, Ngô Bình không chỉ có tu vi tăng mạnh mà kinh nghiệm cũng dày dặn hơn, y thuật cũng giỏi hơn trông thấy. Hết giờ làm, anh trở về Vịnh Bạch Long với Liễu Y Y. Công chúa nước Thiên Mông ở đảo Bạch Long vẫn còn ở đó chăm chỉ quét tước dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm giặt giũ hầu hạ Liễu Y Y mà không hề khóc lóc làm loạn. Thấy Ngô Bình quay về, cô ta bỗng nói, tôi muốn về Thiên Mông. Anh cười lạnh hỏi, cô trả được hết tiền chưa? Cô ta bất ngờ rút dao nhắm giữa ngực trái đe dọa, anh không cho tôi đi tôi sẽ chết cho anh xem. Ngô Bình lạnh nhạt hỏi, cô chết nổi không? Công chúa nước Thiên Mông hỏi ngược lại, bây giờ thì không. Nhưng chẳng lẽ lúc anh không ở đây tôi cũng không chết được sao? Anh cau mày đe dọa, cô có tin tôi nổi giận tiêu diệt cả quốc gia của cô không? Công chúa nước Thiên Mông thản nhiên đáp, cứ diệt đi. Dù sao nước Thiên Mông cũng đã vứt bỏ tôi rồi. Tôi còn mong bọn họ chết hết luôn đi. Anh thầm nghĩ cô gái này thật độc ác, kỳ thực anh cũng không còn hứng thú giữ cô ta lại, bèn bảo cô muốn đi cũng được, nhưng tôi phải phế tu vi của cô. Công chúa nước Thiên Mông phản đối, không có tu vi thì tôi sống không bằng chết. Liễu Y Y tốt bụng khuyên giải, bác sĩ Ngô, em thấy cô ấy cũng đáng thương lắm. Hay là thả cô ấy đi đi. Ngô Bình bật cười đáp, được, Y Y bảo thả thì anh sẽ thả. Anh quay sang nói với công chúa nước Thiên Mông, cút đi. Cô ta trợn mắt nhìn anh rồi dẫn theo người hầu bỏ đi khỏi biệt thự ở đảo Bạch Long. Cô ta vừa đi khỏi, Liễu Y Y mỉm cười hỏi, có phải anh đã có ý định thả cô ấy đi từ trước rồi không? Anh đáp lại một tiếng, anh hết giận rồi, cũng không định bắt cô ta làm người hầu thật. Dạo này công việc của em có ổn không? Liễu Y Y đáp, vẫn tốt lắm. Hai người họ đi ăn bữa tối cùng nhau. Đợi Liễu Y Y đi nghỉ ngơi, Ngô Bình mới vào động Thiên Huyết Tổ lần nữa. Ngọc Thiên Thánh rơi vào trong lò luyện võ đạo, bị bao trùm bởi lửa thần hỗn mang đang rực cháy. Viên ngọc không thể phá vỡ ấy nhanh chóng hòa tan thành một nguồn năng lượng màu vàng óng. Bên trong Ngọc Thiên Thánh có rất nhiều năng lượng, mà Ngô Bình chỉ cần thánh lực của nó ngưng tụ thành thánh huyết. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện một tia thánh lực bay ra, hòa vào hoàng huyết. Dần dần càng có thêm nhiều thánh lực. Khoảng 2 tiếng sau, huyết dịch của anh khẽ chấn động, quanh người có thêm một luồng thánh uy. Thành công rồi, huyết tổ vui sướng hô lên, đồ đệ, bây giờ con đã đạt được cảnh giới thánh huyết. Nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn, cải thiện thể chất của con từng ngày. Nói rồi ông ấy đưa cho Ngô Bình 3 bình thuốc, bên trong 3 chai thuốc này lần lượt là huyết dịch của Thái Cổ Chân Nhân đời thứ 7, đời thứ 6 và đời thứ 5. Số lượng rất ít, con phải dùng tiết kiệm vào. Chắc cũng đủ để con đạt được cảnh giới thánh huyết viên mãn.
bây giờ anh mới chỉ là thánh huyết sơ kỳ, còn phải cố gắng nhiều mới trở thành thánh huyết thật sự. Anh nhận lấy 3 bình máu, tạ ơn sư tôn. Sau khi rời khỏi động của huyết tổ, anh yên tâm đi ngủ. Với thể chất hiện giờ cho dù nằm không thì cơ thể anh cũng sẽ tự động tu luyện. Sáng hôm sau, anh và Liễu Y Y cùng đi làm với nhau. Anh đi làm ở bệnh viện thêm 2 ngày nữa là tới ngày nghỉ. Anh quyết định đến nước Đông Doanh một chuyến. Ở đó xảy ra sự kiện rất lớn. Hầu như toàn bộ đàn ông ở đất nước này đều chết hết. Anh không biết mấy người Lạc Trường Sinh và Hanami Tsukihime sao rồi. Anh dùng lôi độn di chuyển, thoát cái đã xuất hiện ở gần Đông Doanh. Sau khi đến nơi, anh mới giật mình nhận ra tất cả đều chìm trong biển rộng mênh mông. Vô số đảo nhỏ nổi lên. Nơi đây không còn thuộc phạm vi của nước Long. Xung quanh Đông Doanh có thêm khoảng 100.000 hòn đảo lớn nhỏ. Mấy ngày trước thổ dân trên mấy hòn đảo này chạy tới Đông Doanh giết chết 1/3 người dân của đất nước này chỉ trong một đêm. Phần lớn người chết là đàn ông, có cả già trẻ lớn bé. Bây giờ số lượng đàn ông ở Đông Doanh không còn nhiều. Gặp phải chuyện này, vương của Đông Doanh đã phái sứ giả đến cầu cứu nước Long. Thế nhưng hoàng đế nước Long không thèm ngó ngàng gì. Không lâu trước đây, nước Đông Doanh đã sát nhập vào nước Hoa. Còn 100.000 hòn đảo này chủ yếu thuộc về 3 thế lực lớn, bao gồm Thiên Tinh Môn, Châu Doanh và nước Hoa. Lúc ở không gian gặp Đông Doanh cũng từng là một bộ phận của nước Hoa nên bây giờ sát nhập lại cũng không có gì kỳ lạ. Lần này trở lại Đông Doanh, Ngô Bình cảm thấy nơi đây thay đổi quá nhiều. Đầu tiên là diện tích đảo Đông Doanh đã tăng lên gấp 10 lần, xuất hiện nhiều cảnh vật mà trước kia chưa từng có. Giờ đây anh không tìm được chỗ ở của Hanami Tsukihime nữa, đành phải dùng tới bùa truyền tin để liên lạc với cô ấy. Chẳng mấy chốc giọng nói của Hanami Tsukihime đã vang lên, Huyền Bình Quân, anh tới rồi sao? Ngô Bình đáp, ừ, anh lo lắng cho mọi người. Bây giờ tình hình thế nào? Cô ấy bật khóc nức nở đáp, chúng em đang bị nhốt trong địa lao, ở đây còn có cả những cô gái khác. Anh vội vàng hỏi, em đang ở với ai? Hanami Tsukihime kể, Shimizu, Hoshi, Mio đều đang ở với em. Em bị mất liên lạc với ông nội, không biết giờ họ đang ở đâu. Ngô Bình hỏi thăm, ai nhốt các em? Hanami Tsukihime kể, một tướng quân của nước Hoa. Ông ta bắt nhốt toàn bộ phụ nữ trên đảo, chơi đùa không kể ngày đêm. Người nào bị ông ta chà đạp rồi sẽ bỏ mạng ngay trong đêm. Ở chỗ chúng em ngày nào cũng có người bị nhốt vào và dẫn đi. Huyền Bắc Quân, em sợ sắp đến lượt bọn em rồi. Em sợ lắm, Hanami Tsukihime lại bật khóc, cô ấy thực sự cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì gã tướng quân kia chọn người rất ngẫu nhiên, cô ấy không biết khi nào mình sẽ bị đưa đi. Anh nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, anh sắp tới rồi. Em cho anh biết tên của người đó đi. Hanami đáp, ông ta là tướng quân Tengu. Bọn em đang bị nhốt trong địa lao ở đằng sau phủ tướng quân. Ngô Bình dứt khoát nói, được, anh tới cứu em đây. Mặc dù Đông Doanh thay đổi chóng mặt nhưng diện tích chỉ khoảng mấy triệu km vuông. Anh đi hỏi thăm vài phút đã tìm thấy phủ của tướng quân Tengu. Trên đường đi, anh cũng nghe ngóng được thân phận của đối phương. Ông ta là quan được Hoa Hoàng phái tới quản lý đảo Đông Doanh. Tengu là danh hào ông ta được ban cho. Thực lực của ông ta không hề yếu kém, đã đạt cảnh giới thiên tiên. Bên cạnh ông ta cũng có rất nhiều cao thủ. Ngô Bình muốn cứu người sớm nên không thèm để ý mấy chuyện này mà chạy thẳng tới trên nóc phủ tướng quân Tengu. Anh vừa mới quét thần niệm một cái đã tìm được vị trí của Hanami Tsukihime. Ngay khi anh phóng thần niệm ra, ở dưới đã truyền lên tiếng quát tháo ầm ĩ, to gan, mau xuống đây cho tao. Một mũi tên hóa thành tia sáng bắn về phía anh. Trên mũi tên chứa đựng khí tức rất mạnh nhưng anh vẫn chẳng mảy may gì. Anh chỉ tay một cái, mũi tên kia chưa kịp lao tới trước mặt anh đã bốc cháy thành cho bụi. Bên trong phủ tướng quân vang lên tiếng thốt kinh ngạc. Đối phương nói, không ngờ lại tránh được một đòn toàn lực từ cung thiên lang của tao. Rốt cuộc mày là ai? Ngô Bình trầm giọng đáp, Tổng đốc nước Long, Ngô Bình. Gọi tướng quân ra đây gặp tao ngay. Người bên dưới giật mình kinh hãi. Nước Hoa so với nước Long thì vẫn là một quốc gia tương đối nhỏ yếu. Dù sao nước Long cũng lục địa chính thống, được đại thiên tôn của tiên giới bảo hộ. Làm sao nước Hoa sánh nổi? Hơn nữa còn có khả năng nước Hoa sẽ phải phái sứ giả tới nước Long tiến cống, trở thành một nước phụ thuộc. Điều này không có gì hiếm lạ, ở thời đại tiên quốc,
thậm chí đến cả thời kỳ Đại Hạ, Đại Thương, nước Hoa cũng đều là nước phụ thuộc. Năm nào cũng cống nạp lên trên và đời đời xưng thần. Một người đàn ông trung niên bay lên không trung, ánh mắt soi xét nhìn anh, cậu lấy gì chứng minh? Ngô Bình lấy ấn tín của mình ra khoe, thấy chưa? Đối phương vội vàng khom lưng cúi đầu, mặt tướng Aruba Torosu xin tham kiến Tổng đốc đại nhân. Chức vị tướng quân vốn đã không bằng Tổng đốc, tướng quân Tengu cũng chỉ bằng địa vị của một thái thú. Huống chi Ngô Bình đến từ mẫu quốc, quyền thế hơn ông ta nhiều. Vì vậy ông ta không chút do dự tỏ ra kính phục. Ngô Bình đáp lại một tiếng, ông có biết tại sao tôi tới đây không? Tướng quân Tengu đáp, mà tướng không biết. Ngô Bình lại nói tiếp, một số người của tôi đang bị ông nhốt ở trong địa lao. Ông giỏi thật, dám động đến người của Tổng đốc. Tướng quân Tengu giật nảy mình, trợn tròn mắt đáp, thưa Tổng đốc đại nhân, tôi không biết chuyện này. Xin ngài tha thứ. Ngô Bình ra lệnh, dẫn tôi đến địa lao. Aruba Torosu cuống quýt dẫn đường, nhanh chóng đưa anh tới địa lao ở sau phủ. Bên trong địa lao vô cùng hôi hám, có 72 cô gái xinh đẹp đang bị nhốt ở đó, bao gồm cả đám người Hanami Tsukihime. Hanami Tsukihime trông thấy Ngô Bình thì vội vàng lao lên, còng sắt dưới chân lại kẹt vang vọng theo từng bước chân của cô ta. Ngô Bình vung tay hất một cái, toàn bộ xiềng xích hóa thành cho bụi. Hanami Tsukihime rụi đầu vào ngực anh khóc nghẹn ngào. Aruba Torosu đứng phía sau cảm thấy rất ngại, không biết nên nói gì cho phải. Ba người Shimizu, Hoshi, Miyo cũng chạy tới, lặng lẽ nhìn về phía anh. Bọn họ đang sắp hết hy vọng, may mà anh đến kịp. Ngô Bình vỗ vai cô ấy an ủi, không sao, có anh ở đây rồi. Anh quay lại nhìn Aruba Torosu, nghe nói mỗi ngày ông đều giết vài cô gái phải không? Ông ta cười đáp, thống đốc đại nhân, tôi có một sở thích là ngủ với phụ nữ xong sẽ ăn thịt họ luôn. Thật ra đây là một bí thuật tu luyện có thể giúp nâng cao tu vi. Anh cau mày nói, ông làm như vậy chắc chắn không vượt qua nổi 6 kiếp nạn. Aruba Torosu nghe xong giật mình hỏi, sao đại nhân lại nói vậy? Ngô Bình không muốn phí lời, chỉ bảo tôi sẽ dẫn hết bọn họ đi. Người đông doanh nhiều như vậy, nơi đây còn là địa bàn của nước Hoa. Anh không thể quản quá nhiều, trước mắt chỉ cứu được những người anh thấy được. Aruba Torosu không hề tức giận, sảng khoái đáp, đại nhân thích thì cứ việc dẫn theo. Không đủ để tôi phái người đi kiếm thêm. Ngô Bình từ chối, không cần đâu, rồi vung tay một cái, 72 cô gái bị nhốt trong địa lao tức thì biến mất dạng. Aruba Torosu nhìn chằm chằm địa lao trống khống, trên mặt lộ ra vẻ hung tàn và tức giận, người nước long thật đáng chết. Tao cứ cho mày phách lối trước. Đợi em trai tao về nó sẽ ăn tươi nuốt sống mày. Ngô Bình bay trên không trung một lúc thì tìm thấy một hòn đảo nhỏ đẹp như tranh vẽ. Diện tích của đảo chỉ hơn 10.000 km vuông, có rất nhiều tòa kiến trúc cổ xưa. Ở giữa có một ngọn núi nhỏ và dòng suối chảy róc rách. Bãi cát bao quanh hòn đảo cũng có chất lượng tốt. Trên đảo không có người ở khiến anh cảm thấy quái lạ. Anh dẫn theo các cô gái đáp xuống bãi cát rồi dặn dò Hanami Tsukihime, anh vào trong xem thử, mọi người chờ anh ở đây đi. Anh đi về phía trước chừng 10 mét thì trông thấy một cánh cổng khổng lồ cao 100 mét viết hai chữ bằng tiên văn tướng phủ. Vừa mới bước vào cổng, anh đã cảm thấy có một luồng khí lạnh bốc lên từ bốn phương tám hướng. Luồng khí này có cả tà khí, oán khí, lệ khí, gần như đã chứa đựng hết toàn bộ những cảm xúc tiêu cực trên thế gian này. Anh khẽ cau mày thầm nghĩ, rốt cuộc đây là nơi nào? Tà khí mạnh như vậy, đến cả thiên tiên cũng không sống nổi. Anh khởi động lửa thần hỗn mang, ngọn lửa bốc lên tận trời cao, sóng nhiệt tỏa ra khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tà khí hàn khí trên hòn đảo đều bị đẩy lùi. Không khí trong lành từ ngoài biển thổi vào đem lại cảm giác cực kỳ dễ chịu. Lúc này, một cô bé đi chân trần khoảng 7-8 tuổi chậm rãi đi ra. Cô bé mặc một chiếc váy trắng dài thướt tha, gương mặt trái xoan hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rất đáng yêu. Cô bé vừa tới gần, Ngô Bình đã cảm nhận được khí tức của tà khí cực lạnh, không khỏi kinh hãi. Anh phải dùng tới khả năng nhìn thấu vạn vật của mình để quan sát. Xem xong một lượt, anh không khỏi khiếp sợ khi phát hiện bên trong cô bé này có một thế giới tà ác đang bị phong ấn. Không biết tại sao thế giới mạnh mẽ ấy lại không thể thoát khỏi cơ thể của cô bé này. Thế nhưng nó không ngừng tỏa ra các khí tức tiêu cực bao trùm toàn bộ thân thể của cô bé. Những tà khí,
hàn khí vừa rồi cũng bắt nguồn từ chính cô bé này. Anh ngồi xổm xuống cười hỏi, chào em tên là gì? Có vẻ như lâu lắm rồi cô bé không được nói chuyện với người khác. Cô bé lắp bắp nói, em tên là Chu Chu. Anh lại hỏi tiếp, thứ ở trong người em có từ đâu vậy? Chu Chu đáp, ông nội và bố đặt nó vào trong người em, bảo là cần em trấn áp cái thế giới tà ác này. Ngô Bắc không hiểu, tại sao lại để em trấn áp? Em còn nhỏ quá. Chu Chu giải thích, mẹ em nói trong người em có thần lực xí thiên, có khả năng trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo. Nhưng em không muốn chút nào, nó làm em khó chịu, mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn mình em ở đây. Em sợ lắm. Thần lực xí thiên, thứ quái quỷ gì vậy? Ngô Bình nắm chặt tay lại, một luồng tà khí rét lạnh lập tức tràn ra cánh tay của anh. Ấn ký hồng liên trên đó chợt phát sáng, hai luồng sức mạnh đối đầu nhau. Tịnh thế hồng liên mạnh hơn một chút, chậm rãi đi vào trong cơ thể Chu Chu. Nguồn năng lượng tà ác kia không ngừng co lại, cuối cùng phải rút hết về thế giới tà ác. Chu Chu lập tức cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, mừng rỡ reo lên, anh ơi! Thứ năng lượng đáng ghét kia biến mất rồi. Bấy giờ Ngô Bình mới phát hiện ở tim của cô bé có một tia sáng. Nó phát ra vô số tia sáng xâm nhập vào thế giới tà ác, trói buộc và trấn áp thế giới ấy. Đúng lúc này, tịnh thế hồng liên trên người anh bỗng di chuyển sang người cô bé, dừng lại ở giữa trán hóa thành ấn ký hồng liên. Anh sững sờ, không ngờ tịnh thế hồng liên lại bỏ mình đi như vậy. Tịnh thế hồng liên ở giữa trán Chu Chu tỏa ra vô số tia sáng màu hồng, đồng loạt đâm vào thế giới tà ác kia. Thế giới kia lập tức co rụt lại. Hai nguồn sức mạnh tịnh hóa khủng bố không ngừng tràn vào trong thế giới tà ác như muốn tiêu diệt nó triệt để. Sức mạnh tà ác bị trấn áp nên Chu Chu không còn áp lực gì nữa. Cô bé vui vẻ nói, anh lợi hại thật đấy. Ngô Bình cười hỏi, bây giờ em thấy đỡ hơn nhiều chưa? Chu Chu gật đầu nói, thấy tốt lắm, giống như lúc trước vậy. Anh lại hỏi tiếp, Chu Chu, em có biết thế giới tà ác này có lai lịch như thế nào không? Cô bé lắc đầu, em không biết, mẹ em không nói. Anh nhíu mày, mẹ em đâu? Chu Chu ngơ ngác nói, lâu lắm rồi em không được gặp mẹ. Em nhớ mẹ lắm. Anh khó tin hỏi, em vẫn cứ sống một mình ở đây sao? Chu Chu kể, vâng ạ, trước kia em vẫn luôn ngủ say, chính anh đã làm em thức tỉnh. Ngô Bình dò hỏi, em còn nhớ em đến đây từ lúc nào không? Chu Chu ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc đó, bố em là tiên tướng của tiên quốc. Ngô Bình khiếp sợ lặp lại, bố em là tiên tướng của tiên quốc sao? Chu Chu ngây thơ đáp, đúng vậy ạ. Anh cảm thấy thật khó tin, như vậy tức là Chu Chu sống từ thời đại tiên quốc và ngủ say đến tận bây giờ. Anh không hỏi tiếp nữa, chỉ dịu dàng xoa đầu cô bé thủ thỉ, Chu Chu. Anh dẫn theo nhiều chị gái lắm. Em sống chung với họ được không? Chu Chu rất vui vẻ đáp, được, em ở một mình buồn lắm. Ngô Bình gọi mấy người Hanami Tsukihime tới. Chu Chu rất khéo miệng, chào hỏi từng người một. Nơi đây có rất nhiều phòng ở, cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không bị tổn hại gì. Theo như lời Chu Chu nói thì đây vốn là phủ của tiên tướng, nhà của cả gia đình cô bé. Sau khi thu xếp chỗ ở cho đám người Hanami Tsukihime, anh bèn gọi Tử Phi ở trong động dược tổ ra đây tu hành tạm. Dù sao bên Thiên Đạo Môn, nhà họ Ngụy vẫn còn đang tìm kiếm cô ấy để tiêu diệt. Tử Phi cũng rất hài lòng với môi trường sống ở đây, quyết định đột phá luôn để trở nên mạnh hơn, chuẩn bị sau này trả thù. Ngô Bình nói với Hanami Tsukihime, tu vi của em quá yếu. Anh phải dùng phương pháp y thuật để nâng cao tu vi cho em mới được. Hanami Tsukihime vui mừng đáp, cảm ơn Huyền Bình Quân, đúng là em cần phải mạnh hơn nữa. Y thuật của Ngô Bình không ngừng tăng lên theo tốc độ tăng tu vi. Hiện giờ anh chắc chắn bản thân có thể giúp Hanami Tsukihime tăng tu vi lên cảnh giới Nguyên Anh mà không lo ảnh hưởng đến việc tu hành sau này của cô ấy. Trước tiên anh cho cô ấy dùng một viên âm dương luyện hình đan cấp truyền kỳ. Nhờ viên đan dược này, thể chất của cô ấy sẽ được nâng cấp. Anh nhanh chóng giúp cô ấy ngưng tụ ra nguyên thần, rồi lại dùng lửa thần hỗn mang và sức mạnh sấm sét rèn luyện hình thần cho cô ấy đạt tới cảnh giới thuần dương viên mãn. Hai ngày sau, cảnh giới của Hanami Tsukihime đã tăng lên linh biến. Sau đó, anh cho cô ấy thời gian thích nghi với thể chất hiện tại của mình rồi mới nâng tu vi tiếp. Anh có thể giúp người khác tăng tu vi dễ dàng như vậy là vì anh chịu chi.
chỉ riêng âm dương luyện hình đan đã là thứ quý giá không phải ai cũng được dùng, cộng thêm y thuật tài tình của anh mới có được hiệu quả như hiện giờ. Tiếp đó, anh lại lần lượt giúp Shimizu, Hoshi và Mio tăng tu vi lên cảnh giới linh biến. Các cô gái còn lại đều có tư chất tầm thường nên không nhất thiết phải bồi dưỡng. Ngô Bình cho bọn họ sống tạm trên đảo, đợi khi nào liên lạc được cho người nhà thì có thể rời đi. Sau khi giúp được 4 cô gái, anh quyết định đi tìm dì Hổ và Hổ Bảo. Anh đi tới nơi từng là lối vào, phát hiện nó đã biến thành một hòn đảo hoang không người. Thế là anh phải liên lạc với dì Hổ. Chốc lát sau, trước mặt anh hiện ra một không gian vòng xoáy. Anh dứt khoát bước vào. Giây tiếp theo, trước mặt anh là một thế giới vô cùng rộng lớn. Dì Hổ khổng lồ hiện ra. Dì Hổ đang tươi cười chờ anh ở đó. Dì Hổ, Ngô Bình mỉm cười chào. Dì Hổ ư một tiếng, một con hoàng long còn nhỏ, chắc là vừa thức tỉnh. Nó chọc Hổ Bảo nhà tôi nên hai đứa đánh nhau 10 mấy hiệp, đứa nào cũng không chịu thua. Ngô Bình đáp, để tôi đi xem. Dì Hổ cười bảo, để tôi đưa cậu đi. Ngô Bình nhảy lên lưng dì Hổ, Bạch Hổ sọc vàng tung người mấy cái rồi bay đi một quãng, sau đó đáp xuống một đầm lầy. Đó là một đầm lầy lớn, có rất nhiều sinh vật mạnh sống ở đây. Lúc này, một con tiểu bạch hổ đang giao đấu với một con hoàng long dài hơn 200 mét. Đây là một con chân long, năng lực dĩ nhiên rất mạnh. Con bạch hổ cũng không hiền lành, huyết mạch của nó vốn không kém loài rồng, đôi bên giao đấu kịch liệt. Ngô Bình quan sát, sau đó lắc mình một cái đã biến thành người khổng lồ cao 200 mét, trong chớp mắt đã đến trước mặt một rồng một hổ, dùng hai tay tách cả hai ra. Con hổ con thoạt đầu rất kinh ngạc, sau khi nhận ra Ngô Bình thì liền thích thú nhảy cẫng lên, đẩy anh ngã nhào xuống đất. Ngô Bình đẩy nó ra, đoạn bảo, Hổ Bảo, thực lực cả hai ngang nhau, đánh nhau cũng vô nghĩa. Em đứng đó xem đi, để anh đánh với nó. Hổ Bảo gật đầu, đến ngồi cạnh dì Hổ, làm khán giả. Con hoàng long kia bị Ngô Bình đẩy ra nên rất sửng sốt trước sức mạnh khủng khiếp của anh. Nhưng thân là tộc chân long, nó vốn cực kỳ kiêu ngạo. Lập tức phát ra tiếng rồng kêu rồi giận dữ nhìn Ngô Bình. Anh tuét miệng cười, không phục. Nào, ta đấu với ngươi. Với một cú quét đuôi của Hoàng Long, mặt đất bắt đầu sụp xuống, bùn đất cuộn trào rồi bao quanh Ngô Bình, hình thành một quả cầu bùn khổng lồ. Phù văn màu vàng đất trên bề mặt quả cầu bùn lấp lóe sáng, không ngừng siết chặt lại. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, quả cầu bùn nổ tung. Ngô Bình bay lên. Đè mạnh con hoàng long xuống đất rồi đấm nó. Lực đấm của anh cực kỳ khủng khiếp, còn mang theo lực sát thương của sấm sét và lửa, mới đấm vài cái đã khiến nó đầu váng mắt hoa, gào thét liên hồi. Bạch hổ con nhìn đến ngơ ngác, nói với dì hổ, mẹ ơi, anh Bình đánh hay quá, đúng là mãnh thú hình người. Dì hổ cười đáp, mẹ cảm thấy thực lực của Huyền Bình lại được tăng lên đáng kể rồi. Trạng thái bây giờ của cậu ấy ngang ngửa với thái cổ chân nhân. Hư tiên bình thường chắc chắn không phải đối thủ. Bạch hổ con bèn hỏi, mẹ ơi, thái cổ chân nhân mạnh lắm sao ạ? Dì hổ đáp, ít nhất thì vào thời đó, bạch hổ chúng ta và long tộc đều phải thần phục thái cổ chân nhân. Đấm được vài cái, Ngô Bình bèn hỏi, đã phục chưa? Hoàng long giận dữ nhìn anh, chớp mắt vài cái, gầm gừ một tiếng, xem ra đã phục rồi. Lúc này Ngô Bình mới buông lỏng tay, nguyên khí của ngươi chưa đủ. Chắc là mới sinh thôi đúng không? Sinh linh mạnh như Hoàng Long cực kỳ thông minh, nó gật đầu, đây chính là lý do nó không phục anh. Nếu nó có đủ nguyên khí thì chẳng sợ Ngô Bình đâu. Ngô Bình bảo, ngươi có bệnh bẩm sinh, thế này đi, ta sẽ chữa trị giúp ngươi. Hoàng Long rất bất ngờ, nó nhìn Ngô Bình, bỗng phát ra tiếng người, thật sự giúp được ư. Ngô Bình đáp, không tin, thế thì thôi, dứt lời, anh ngoái đầu bỏ đi. Đoạn nói với Hổ Bảo, đi thôi, chúng ta đi xem gạo tre đã chín chưa nhé. Hoàng Long lo lắng, vội vã đuổi theo, nhân Hoàng, tôi tin anh, xin hãy giúp tôi. Ngô Bình đáp, không rảnh. Bạch Hổ con nhảy lên, Ngô Bình thu nhỏ người lại rồi cưỡi Bạch Hổ bay đi. Con Hoàng Long đuổi theo sát phía sau. Dì Hổ không nói gì, chỉ lắc đầu rồi về động tiên trước. Rừng tre mà Bạch Hổ con từng đến trước đó. Gạo tre đã chín rồi, nhưng chưa ai hái. Vì nơi này là địa bàn của Bạch Hổ, không ai dám động vào gạo tre ở đây. Ngô Bình cười bảo, gạo tre này là thứ tốt, khi trở về, anh sẽ dùng nó để ủ rượu.
Hoàng Long cũng theo họ đến đây. Nó liếc nhìn Gạo Tre một cái, bỗng cất lời, thưa nhân hoàng, tôi biết gần đây có một quả trứng phượng hoàng lửa. Ngô Bình ngẩn người, phượng hoàng lửa. Hoàng Long đáp, con phượng hoàng lửa ấy rất đáng gờm. Tổ tiên của nó là hậu duệ trực hệ của phượng hoàng bá chủ hỗn mang thời kỳ cuối. Ngô Bình có sức mạnh của đế, mà đế chính là bá chủ thời kỳ đầu hỗn mang. Nghĩ rằng bá chủ thời kỳ cuối cũng rất mạnh, anh bèn hỏi, là con của phượng hoàng sao? Hoàng Long đáp, quan hệ huyết thống trong ba đời. Có điều con phượng hoàng lửa này vẫn luôn ngủ say, tôi không chắc bên trong nó có còn sự sống hay không. Ngô Bình nói, được, tin tức này rất có giá trị, ta có thể giúp ngươi chữa trị. Nhưng ta phải tìm được phượng hoàng lửa trước. Thế là Hoàng Long dẫn đường cho Ngô Bình, anh theo nó đến gần một miệng núi lửa cực lớn. Núi lửa đã tắt, bên trong toàn là nham thạch đỏ. Hoàng Long bảo, hang ổ của phượng hoàng lửa ở ngay dưới miệng núi lửa, cấm chế trong đó quá mạnh, tôi không vào được. Ngô Bình quan sát một lúc rồi bay từ miệng núi lửa xuống. Sau khi tiếp đất, anh phát hiện mình đang ở trong một động tiên khổng lồ. Chân anh vừa đáp đất, ngay phía trước đã phun ra một ngọn lửa. Đó là một loại lửa thần có thể thiêu cháy vạn vật. Có điều, đối với Ngô Bình, việc luyện hóa lửa thần hỗn mang đơn giản như gãi ngứa vậy. Anh phớt lờ ngọn lửa, tiếp tục đi về phía trước. Đi được một đoạn, anh nhìn thấy vô số tinh thạch đỏ, trong tinh thạch chứa sức mạnh hỏa nguyên vô cùng phong phú. Đôi mắt anh sáng rực lên, chúng chính là hỏa nguyên tiên tinh, tài nguyên tu luyện yêu thích của tu sĩ hệ hỏa. Anh cầm một khối tiên tinh lên, đồng thời lấy tử linh bảo diệm ra. Bảo diệm hơi yếu, tay trái của anh hấp thụ sức mạnh hỏa nguyên, tay phải thì truyền vào bảo diệm. Ngay lập tức, bảo diệm biến thành những ánh lửa bùng cháy dữ dội. Ngô Bình khẽ gật gù, tốt lắm, có hỏa nguyên tiên tinh thì có thể dùng bảo diệm luyện đan rồi. Với một cái phất tay, hàng triệu khối hỏa nguyên tiên tinh kết tinh dưới mặt đất đồng loạt được anh thu vào túi. Đi thêm một quãng nữa, anh trông thấy một tổ chim cực lớn. Tổ chim có đường kính 100 mét, được làm từ những tiên tinh với chi chít phù văn lửa trên bề mặt. Chính giữa tổ có một quả trứng chim màu đỏ. Đôi mắt Ngô Bình liền sáng rỡ. Anh nhảy lên tổ chim, vươn tay lấy một khối tiên tinh phù văn rồi cười bảo, đây là loại hỏa nguyên tiên tinh còn quý hiếm hơn. Đặt hỏa nguyên tiên tinh xuống, ánh mắt anh chuyển sang quả trứng chim, phỏng đoán nó là trứng phượng hoàng. Quan sát một hồi, anh phát hiện trong quả trứng phượng hoàng này vẫn còn sự sống nhưng yếu ớt vô cùng. Quả trứng phượng hoàng lửa này chắc là tồn tại lâu rồi, nhưng trứng lại không thể nở ra, sinh lực của nó thì không ngừng vơi đi. Cùng lắm nó chỉ trụ được một hoặc 200 năm nữa là chết hẳn. Nói xong, anh đặt cả tổ chim lẫn trứng phượng hoàng vào động thiên, sau đó bay ra khỏi miệng núi lửa. Hoàng Long vội hỏi, nhân hoàng có nhìn thấy không? Ngô Bình ừ một tiếng, thấy rồi. Tiểu Hoàng Long, tìm một nơi yên tĩnh đi, tôi sẽ châm cứu cho cậu. Thế là Hoàng Long đưa Ngô Bình và Bạch Hổ Con đến một động tiên ẩn gần đầm lầy. Động tiên của Hoàng Long tuy không rộng lớn như Phượng Hoàng Lửa, nhưng nơi này vốn là động tiên, từng là nơi ở của tiên nhân. Ngô Bình bắt đầu châm cứu cho Hoàng Long. Người có thể châm cứu cho chân Long cũng chỉ có anh thôi, bởi anh có thể nhìn thấy phương hướng kinh mạch của cơ thể Hoàng Long, quan sát linh khiếu, thần khiếu của nó. Và điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình Long biến về sau. Đúng thế, chân Long cũng có khiếu, nhưng có khác biệt rất lớn với loài người. Chân Long có đến 24 linh khiếu và 20 thần khiếu. Ngoài linh khiếu và thần khiếu, trong cơ thể Hoàng Long còn tồn tại một khiếu rất đặc biệt, tên là Long khiếu. Theo Hoàng Long kể, không phải con chân Long nào cũng có Long khiếu, chỉ những con rồng có huyết mạch cự Long hỗn mang mới có thôi. Ngô Bình hỏi nó, tiểu Hoàng Long, cậu có quan hệ gì với Đông Hải Long Cung không? Trông Hoàng Long rất khinh bỉ, Đông Hải Long Cung là cái thá gì chứ, xét vai vế, rồng tổ tiên ở đó còn phải gọi tôi là ông cố đấy. Ngô Bình thấy hứng thú, hai bên có họ hàng thân thích gì à? Tiểu Hoàng Long đáp, anh trai tôi cưới một con thuồng luồng trắng, hạ sinh một con rồng một sừng. Chắt của con rồng một sừng kia chính là rồng tổ tiên của Đông Hải Long Cung hiện nay. Ngô Bình cười bảo, cậu có vai vế cao cũng chẳng ích lợi gì. Kia là rồng tổ tiên đấy. Giết cậu dễ như bỡn. Tiểu Hoàng Long hừ mũi, thành tựu sau này của tôi chắc chắn sẽ vượt xa nó, dù sao tôi cũng là hậu duệ của cự Long hỗn mang mà. Ngô Bình hỏi, loài rồng các cậu còn phân ra nhiều loại à?
Tiểu Hoàng Long đáp, dĩ nhiên rồi. Long tộc sở hữu long huyết hỗn mang như tôi là cao quý nhất, là quý tộc trong loài rồng đấy. Ngô Bình tiếp tục trị liệu, anh đâm mấy chục tiên châm khổng lồ vào cơ thể Tiểu Hoàng Long. Sau đó anh mở lò luyện đan, luyện chế đan dược bổ sung nguyên khí Hoàng Long. Vừa luyện đan, anh vừa hỏi, Tiểu Hoàng Long, rồng tổ tiên là cảnh giới cao nhất trong long tộc các cậu à? Tiểu Hoàng Long trả lời, dĩ nhiên là không. Trên rồng tổ tiên là thần long bất tử. Thần long bất tử trải qua vô số kiếp, nếu có thể đột phá lần nữa mới có cơ hội trở thành cự long hỗn mang. Mà thần long bất tử có thể sống sót qua đại kiếp kỷ nguyên đấy. Anh luyện một lò long tinh đan trước, bảo Tiểu Hoàng Long uống một viên, ba viên còn lại thì uống mỗi ngày một viên. Sau đó anh lại luyện một lò long lực đan, bảo nó uống long tinh đan xong hẵng dùng. Hai loại đan dược này đều không dễ luyện chế, nhưng nhờ dược tổ có truyền thừa rất chi tiết, cộng thêm việc tu vi anh tăng lên, nên luyện chế cũng không khó khăn lắm. Có điều vì đây là lần đầu luyện chế nên đan đều là đế phẩm, chưa đạt cấp truyền kỳ. Tiểu Hoàng Long cực kỳ sửng sốt, nhân hoàng, không ngờ anh còn biết luyện đan. Ngô Bình đáp, ừ, tôi còn là đại sư luyện đan năm sau đấy. Nhãn cầu của Tiểu Hoàng Long đảo tới đảo lui, nhân hoàng này, bên cạnh anh có thiếu đồng tử luyện đan không? Ngô Bình liếc nó, sao, muốn đi theo tôi? Tiểu Hoàng Long gật lia lịa, đúng vậy, tôi muốn đi theo anh. Ngô Bình bảo, cậu ăn nhiều quá, tôi không nuôi nổi. Tiểu Hoàng Long suýt nữa đã trợn ngược mắt lên, vội vàng đáp, tôi tự tìm thức ăn được mà. Ngô Bình nói, cậu là hậu duệ của cự long hỗn mang, thân phận cao quý, đi theo tôi thì vô lý quá. Tiểu Hoàng Long cho hay, nhân hoàng, thân phận của tôi rất có ích cho anh. Bên cạnh những người quyền lực thượng cổ đều có Hoàng Long kề cận. Ví dụ như hoàng đế, nhờ có sự giúp đỡ của Hoàng Long mới có thể xưng bá. Tôi đi theo nhân hoàng, có thể giúp anh gia tăng vận khí. Ngô Bình biết con Hoàng Long này không hề nói nhảm. Long tộc với huyết mạch này quả thật có thể mang đến vận khí cho anh. Anh ừ một tiếng, vậy được, sau này cậu cứ đi theo tôi. Châm cứu xong, Ngô Bình bảo, chúng ta đi thôi. Anh đưa Bạch Hổ Con và Tiểu Hoàng Long đến động tiên của dì Hổ. Tuy Tiểu Hoàng Long rất mạnh nhưng có vẻ rất sợ dì Hổ. Dù sao dì Hổ cũng là Bạch Hổ sọc vàng trưởng thành, đạt cấp chân tiên, có sức đe dọa rất lớn với nó. Loài sư tử có mạnh đến mấy đi nữa thì một con sư tử con vẫn chẳng đánh lại một con lợn, huống chi Bạch Hổ còn là một sinh linh mạnh ngang ngửa long tộc. Dì Hổ hỏi, Huyền Bình à, cậu thu phục tên nhóc này rồi à? Ngô Bình đáp, đúng vậy, sau này nó sẽ theo tôi. Dì Hổ cười bảo, đó là phúc của nó. Nếu không nhờ cậu chữa khỏi cho nó, rất có thể nó sẽ chết hiểu giữa đường. Câu này không nói quá chút nào. Tiểu Hoàng Long tiếp lời, tôi rất cảm kích nhân hoàng. Ngô Bình bảo, đừng gọi nhân hoàng nữa. Sau này cậu gọi tôi là anh Bình giống hổ bảo đi. Tiểu Hoàng Long đáp, được, anh Bình. Ngô Bình khẽ gật đầu, đoạn nói với dì Hổ à, tôi muốn hái ít dược liệu, có điều vẫn chưa quá thông thuộc nơi này. Dì Hổ cho biết, thật ra gần đây không có nhiều dược liệu. Nơi có nhiều linh dược thật sự là, linh thổ ngũ hành, cách đây mấy trăm nghìn dặm. Nhưng sinh linh ở đó đang sợ lắm, cả tôi cũng không dám tùy tiện đặt chân đến. Ngô Bình hỏi, linh thổ ngũ hành ư, cái tên này có từ đâu vậy? Dì Hổ đáp, ngày trước có một vị toàn năng đã tạo nên linh thổ ngũ hành. 90% linh khí của đại lục này đều tụ về linh thổ ngũ hành đấy. Ngô Bình bảo, nói vậy, chắc chắn linh thổ ngũ hành có rất nhiều dược liệu. Dì Hổ nói, linh thổ ngũ hành vốn là nơi ẩn cư năm xưa của vị toàn năng ấy, lại còn có rất nhiều sinh linh mạnh. Tôi kiến nghị cậu không nên vào đó. Ngô Bình trả lời, không sao, nếu có nguy hiểm, tôi sẽ rời đi ngay. Tôi còn giỏi chạy hơn cả đánh nhau đấy. Thấy mình không thể thuyết phục anh, dì Hổ đành bảo, tôi biết có một bộ lạc tộc người, cậu có thể đến đó nghe ngóng thử. Bộ lạc ấy từng có người đi vào linh thổ ngũ hành. Ngô Bình gật đầu, được, tôi sẽ ghé bộ lạc ấy trước. Trước khi, anh bảo Tiểu Hoàng Long ngoan ngoãn nghỉ ngơi, khi về sẽ châm cứu cho nó. Anh phi độn vài chục nghìn dặm thì nhìn thấy một bộ lạc nguyên thủy. Bộ lạc này có hơn vạn người. Quy mô khá lớn. Ngô Bình vừa xuất hiện ở một nơi gần bộ lạc đã bị phát hiện tức thì. Một nhóm đàn ông cao to quấn da thú, đi chân trần lao ra ngoài, vừa chạy vừa la hét mấy tiếng kỳ lạ.
Trong mắt người của bộ lạc Nguyên Thủy, kẻ xâm nhập nào cũng là kẻ địch, buộc phải tiêu diệt. Ngô Bình cũng chẳng sợ, tay phải của Ngô Bình chỉ lên trời, một tiếng sấm bỗng chốc rền vang, cả chục triệu tia sét đánh xuống mặt đất xung quanh anh, khiến bùn đất bay tung tóe khắp nơi. Nhóm đàn ông của bộ lạc này đều hoảng hốt, đứng sững ra, kinh ngạc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lại phất tay, một ánh kiếm bay vụt vào không trung, kiếm ý khủng khiếp ấy đã khiến nhóm người họ sợ rụt cổ. Sau đó, anh vươn tay thu kiếm về. Lúc này anh mới cười ha ha, tiến về phía họ, đoạn đi đến trước mặt một người đàn ông cao hơn 2 mét, vỗ vai đối phương, anh rất cường tráng. Hai bên không cùng ngôn ngữ, nhưng cũng không sao, có thể biểu đạt ý của mình thông qua thần niệm. Cảm nhận được thiện ý của Ngô Bình, người đàn ông này mới gật đầu, anh bạn, anh là người tu hành sao? Ngô Bình đáp, ừ, tôi là người tu hành. Sao, các anh đều chưa từng tu hành à? Người đàn ông lắc đầu, chúng tôi không có công pháp. Chỉ có bộ lạc của nhân vương mới có công pháp. Ngô Bình nói, tôi ghé đến vì nghe nói ở đây từng có người đi vào linh thổ ngũ hành, muốn hỏi thăm một chút. Người đàn ông kinh ngạc, anh muốn đi linh thổ ngũ hành ư? Ngô Bình đáp, đúng thế. Người đàn ông lắc đầu, không thể đi, nguy hiểm lắm. Nhân vương của chúng tôi đã mất mạng trong đó, trước đó nữa thậm chí có một nhân hoàng từng mất tích bên trong. Ngô Bình nói, ra là các anh cũng từng có nhân vương. Người đàn ông thở dài, đúng thế. Nhân vương của chúng tôi cực kỳ mạnh. Khi ấy, bộ lạc của chúng tôi có mấy triệu người, còn từng xây cả thành phố. Ngô Bình hỏi, vì sao bây giờ chỉ còn hơn vạn người? Người đàn ông đáp, các bộ lạc khác tấn công chúng tôi. Chúng tôi chỉ chạy thoát được vài trăm người, sau đó phát triển thêm vài trăm năm nữa, mới có quy mô như hiện nay. Ngô Bình hỏi tiếp, nhân vương của các anh không để lại công pháp à? Địa vị của chúng tôi ở bộ lạc không cao, nên chưa từng nhận được công pháp, tất nhiên cũng thất truyền rồi. Ngô Bình gật đầu, không sao, tôi đã đến đây rồi, có thể dạy các anh một số công pháp. Người đàn ông sững sờ, anh đồng ý dạy công pháp cho chúng tôi sao? Ngô Bình nói, đúng vậy, nhưng các anh buộc phải nói cho tôi biết mọi chuyện liên quan đến linh thổ ngũ hành. Người đàn ông nghiến chặt răng, gật mạnh, được. Ngô Bình truyền cho một bộ công pháp và hai bộ võ nghệ, dạy cho người đàn ông này bằng phương pháp thần thụ. Trong đầu người đàn ông này xuất hiện rất nhiều thông tin. Người này vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, rối rít cảm ơn anh. Sau đó, người đàn ông liền nói cho Ngô Bình biết những thông tin về linh thổ ngũ hành. Không ai biết linh thổ ngũ hành hình thành như thế nào, họ chỉ biết ở đó có rất nhiều sinh linh đáng sợ đang sinh sống, người bình thường vào đó chắc chắn sẽ chết. Bộ lạc này không biết nhiều về linh thổ ngũ hành, Ngô Bình không có được thông tin có giá trị, bèn chuyển qua dò hỏi về tình hình thế giới này. Theo lời họ, nơi này tên là ngũ hành giới, cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều sinh linh sinh sống, bao gồm cả loài người. Ngũ hành giới có nhiều bộ lạc tộc người, không chỉ có nhân vương mà còn có nhân hoàng. Theo cách nói của họ, ngũ hành giới tách biệt với bên ngoài, gần như không giao lưu gì. Ngô Bình ở lại bộ lạc một ngày, hôm sau đã rời đi. Lúc đi, anh còn để lại ít đồ ăn cho bộ lạc. Cuối cùng anh cũng không đến linh thổ ngũ hành, vì theo manh mối mà anh nắm được, một khi đã vào linh thổ ngũ hành thì chẳng biết ở lại bao lâu mới có thể trở ra. Anh bận rộn nhiều việc, thật sự không thể ở lại trong đó quá lâu. Đồng thời, anh lờ mờ cảm giác rằng linh thổ ngũ hành và bí cảnh ngũ hành trong rừng vô sinh, rất có thể là cùng một nơi. Điều này khiến anh không muốn tùy tiện đi vào. Khi trở về, anh gặp Dì Hổ, bèn hỏi, Dì Hổ à, ngũ hành giới rộng lớn như vậy, lẽ nào không có ai muốn ra ngoài sao? Dì Hổ đáp, nơi này sở hữu tài nguyên phong phú, cuộc sống yên ổn, tất nhiên không ai muốn ra ngoài. Tất nhiên, cũng có vài kẻ mạnh rời đi rồi. Ngô Bình hỏi, kẻ mạnh ư? Dì Hổ gật đầu, theo tôi được biết, có 20 mấy kẻ mạnh đã bất chấp cấm chế của tôi, dễ dàng rời khỏi ngũ hành giới. Trong đó có 5 người sở hữu năng lực rất khủng khiếp, vượt xa tôi. Người được Dì Hổ xem là khủng khiếp, chắc chắn là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Nói được vài câu, Ngô Bình chào tạm biệt, Dì Hổ, tôi đi trước nhé. Nếu có thời gian, tôi sẽ ghé thăm mọi người. Lối đi này không cần đóng nữa, nó chẳng có ý nghĩa gì với kẻ mạnh, còn với kẻ yếu thì họ vào đây cũng chẳng sao. Dì Hổ nói, ừ, Huyền Bình à, tôi phải trải qua một lần đại kiếp, trong thời gian này không thể chăm sóc con tôi.
tôi muốn nhờ cậu đưa nó theo. Chờ tôi đột phá xong, cậu hãy đưa nó trở về đây. Ngô Bình hỏi, dì Hổ, sau khi dì đột phá, chắc hẳn năng lực đã đạt đỉnh chân tiên rồi nhỉ? Dì Hổ đáp, khoảng đó. Ngô Bình bảo, chúc dì Hổ sớm ngày đột phá. Tạm biệt dì Hổ xong, anh đưa Hổ Bảo và Tiểu Hoàng Long rời khỏi ngũ hành giới, trở về đảo nhỏ. Đám người Hanami Tsukihime vẫn đang chịu khó tu luyện trên đảo, gần như không ra khỏi cửa. Chỉ có Chu Chu vô lo vô nghĩ, ngày nào cũng vui chơi. Sau khi Hổ Bảo và Tiểu Hoàng Long đến đây, cuối cùng Chu Chu cũng có bạn chơi cùng. Suốt mấy hôm liền, Ngô Bình chỉ điểm bốn cô gái tu hành, khi rảnh rỗi thì nghiên cứu quả trứng Phượng Hoàng Lửa. Suy nghĩ được vài ngày, anh đã có kế hoạch, mua thật nhiều dược liệu từ mạng tiên rồi bắt đầu luyện thuốc, luyện đan. Anh luyện chế một loại nước thuốc rồi ngâm trứng Phượng Hoàng Lửa vào trong đó. Nước thuốc dùng hơn 100 loại thần dược, loại nào cũng đắt vô cùng, chế tạo một phần đã tiêu tốn 15 tỷ tiền báu. Để có tác dụng với quả trứng Phượng Hoàng Lửa này, ít nhất phải dùng 3 phần, tính ra là 45 tỷ. May mà anh được thiên đạo môn thưởng 100 triệu đồng thần long, trị giá tương đương 100 tỷ tiền báu. Anh cũng rất đau lòng, chi xài nhiều như vậy, chắc 100 tỷ này cũng chẳng cầm cự được lâu. Trứng Phượng Hoàng Lửa ngâm phần nước thuốc đầu tiên được 3 canh giờ đã hút sạch dược lực. Thế là Ngô Bình điều chỉnh thành phần thuốc một chút rồi điều chế phần nước thuốc thứ hai, vẫn ngâm trứng vào. Lần này, trứng Phượng Hoàng Lửa mất 5 canh giờ mới hấp thụ hết dược lực. Ngô Bình tăng liều lượng của phần thuốc thứ 3, để trứng Phượng Hoàng Lửa ngâm 10 canh giờ mới hết. Hấp thụ một lượng lớn dược lực, cuối cùng trứng Phượng Hoàng Lửa cũng có một tia sự sống. Tiếp theo, Ngô Bình rạch ngón tay, nhỏ thánh huyết lên trứng. Thánh huyết có công dụng diệu kỳ vô cùng, có thể hồi sinh người chết, biến xương trắng thành máu thịt, dĩ nhiên cũng có thể cứu chữa Phượng Hoàng Lửa. Máu không ngừng nhỏ xuống, một giọt rồi hai giọt, máu nhỏ trên vỏ trứng đều được hấp thụ rất nhanh. Nhỏ được nửa cân máu, sắc mặt Ngô Bình đã trắng bệch. Anh nghĩ bụng, vẫn chưa đủ ư. Bất thình lình, quả trứng Phượng Hoàng Lửa dục dịch, sinh mệnh bên trong cuối cùng cũng tỉnh giấc. Đôi mắt anh sáng lên, lửa thần hỗn mang phun ra từ hai tay đang không ngừng truyền vào vỏ trứng. Phượng Hoàng Lửa này là sinh linh hệ hỏa, lửa thần hỗn mang là vật đại bổ đối với nó. Hai tia lửa thần hỗn mang truyền vào vỏ trứng, quả trứng Phượng Hoàng Lửa khổng lồ đột nhiên nảy lên, sau đó phóng ra một luồng sinh khí mãnh liệt. Sau vài nhịp thở, âm thanh răng rắc vang lên, trứng Phượng Hoàng Lửa nứt vỡ, một bàn tay nhỏ trắng trẻo ngọc ngà vươn ra, sau đó là một cánh tay mịn màng, cuối cùng là một gương mặt đẹp tuyệt trần. Đó là hình dạng của một cô bé loài người tầm 17, 18 tuổi, đẹp động lòng người với mái tóc xoăn bồng bềnh màu đỏ, đứng dậy từ trong vỏ trứng. Cô bé ấy có thân hình hoàn hảo, cao khoảng 1m7, đôi chân thon dài thẳng tắp, bất kỳ ai cũng không thể nhìn ra đây chính là Phượng Hoàng Lửa. Cô bé nhìn quanh quất, đột nhiên nhảy bổ vào lòng Ngô Bình, ôm chặt anh rồi gọi, bố ơi. Tuy giọng cô bé rất kỳ lạ, nhưng Ngô Bình vẫn hiểu ý đối phương, câu đó dịch ra nghĩa là gọi bố. Anh ngẩn ra nửa giây, lập tức lấy tiên y cửu bảo ra, choàng lên người cô bé, ta không phải là bố ngươi. Nhìn thấy cô bé, Tiểu Hoàng Long lộ vẻ kinh hãi, lẩm bẩm, không thể nào. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Ngô Bình cau mày, Tiểu Hoàng Long, cậu lẩm bẩm gì đấy? Tiểu Hoàng Long vội ló đầu sang, anh Bình, tôi biết rồi. Nó không phải là Phượng Hoàng Lửa, mà là cơ thể chuyển kiếp của Phượng Hoàng bá chủ thời hỗn mang. Ngô Bình giật mình, cậu bảo cô bé này là Phượng Hoàng. Tiểu Hoàng Long gật đầu, đúng vậy, chắc chắn là thế. Phương pháp hồi sinh bản thân thông qua truyền thừa huyết mạch, chỉ có Phượng Hoàng mới biết thôi. Ngô Bình quan sát đối phương, xinh xắn, dáng đẹp, còn gọi mình là bố. Lẽ nào đó chính là Phượng Hoàng bá chủ thời hỗn mang? Anh mỉm cười, nếu cô bé này là Phượng Hoàng, vậy tôi là bố của Phượng Hoàng rồi. Ngô Bình xoa xoa mái tóc xoăn đỏ của đối phương, sau này gọi con là Hỏa Hoàng Nhi nhé. Hỏa Hoàng Nhi cười tâu toét, con đói rồi, bố ơi. Ngô Bình ngẫm nghĩ, đoạn đi lấy gan rồng mà mình mua lần trước. Thấy gan rồng, Tiểu Hoàng Long sợ hãi thét lên, vội chạy biến. Nhìn thấy gan của đồng loại làm nó cảm thấy quá kỳ quặc. Có điều Hỏa Hoàng Nhi lại rất thích ăn. Tài nấu nướng tuyệt vời của Ngô Bình làm cô bé chảy nước bọt, ăn sạch miếng gan rồng hơn 100 cân. Chưa hết,
những món tích trữ của Ngô Bình như thịt thú dữ, tim của yêu, cũng được Hỏa Hoàng Nhi ăn cả vào bụng. Sau khi vét hết thức ăn, Ngô Bình mới vỗ đầu, suýt nữa thì quên. Anh nấu gạo tre cho Hỏa Hoàng Nhi, nấu cháo bằng gạo tre, thêm một ít dược liệu, là món đại bổ. Hỏa Hoàng Nhi ăn một mạch bảy nồi mới tạm no. Ngô Bình cũng không thấy phiền lòng, còn hỏi con muốn ăn nữa không? Hỏa Hoàng Nhi vỗ bụng, bố ơi, con không nỡ ăn nữa, để dành bữa sau ăn đi ạ. Ngô Bình cười khổ, thầm nghĩ, với cách ăn thế này, chỉ cần ba bữa thôi là đủ làm anh nghèo rồi. Ngô Bình đang nghĩ xem nên đến chợ Thiên mua thức ăn hay không thì phía Lý Mai đột nhiên truyền đến tin khẩn, chẳng lẽ có chuyện? Anh không dám chậm trễ, bèn nói với Bạch Hổ Con và Tiểu Hoàng Long, ở đây trông chừng nhé, đừng để người lạ lên đảo. Tiểu Hoàng Long đáp, anh Bình cứ yên tâm. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, Tiểu Hoàng Long đột nhiên thấy lạnh cả người. Chẳng biết tự khi nào, Hỏa Hoàng Nhi đã đứng bên cạnh nó. So với thân rồng cao to vài trăm mét thì Hỏa Hoàng Nhi chỉ là một chấm nhỏ, nhưng Tiểu Hoàng Long lúc này vẫn không dám động đậy. Hỏa Hoàng Nhi hỏi, con rồng ngu xuẩn như ngươi chắc là vừa mới sinh nhỉ? Tiểu Hoàng Long lấy hết dũng khí đáp lại, đúng thế. Tôi là hậu duệ của Cự Long Hỗn Mang. Hỏa Hoàng Nhi cười khẩy, Cự Long Hỗn Mang. Năm xưa lúc ta ăn thịt nó, vị cũng ngon lắm. Tiểu Hoàng Long sợ hãi kêu lên, này. Một ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt Hỏa Hoàng Nhi. Khí tức kinh khủng ấy chỉ xuất hiện thoáng qua đã làm Tiểu Hoàng Long gào thét, dập mạnh đầu xuống đất xin tha mạng. Hỏa Hoàng Nhi bảo, ta nói ta sẽ giết ngươi à? Tiểu Hoàng Long nuốt nước bọt, một sự tồn tại vĩ đại như người, sao lại nhận loài người làm bố? Hỏa Hoàng Nhi cười nói, người đó đã cho ta sự sống, tựa như cha mẹ tái sinh vậy. Ta nhận làm bố là chuyện thường tình mà. Tiểu Hoàng Long chẳng tin lấy một chữ, nhưng vẫn nịnh nọt, người có thể tái sinh, mai này chắc chắn vẫn là bá chủ một phương. Hỏa Hoàng Nhi đáp, có phải bá chủ hay không, do ta quyết định. Ngừng lại một chút, Hỏa Hoàng Nhi nói tiếp, về sau phải trung thành tuyệt đối, ngoan ngoãn làm đầy tớ của bố ta. Huyết mạch của ngươi cũng được, sau này chăm chỉ tu luyện vào. Dứt lời, Hỏa Hoàng Nhi đã tung tăng chạy đi tìm Chu Chu, Chu Chu ơi, chúng mình chơi trốn tìm đi. Chu Chu cười ngọt ngào, chị Hoàng này, chúng mình đến cung điện nhé, chơi trốn tìm ở đó là vui nhất. Sau khi hai cô bé rời đi, Tiểu Hoàng Long mới ngã gục xuống đất, lẩm bẩm, thực lực của Phượng Hoàng chưa hồi phục nhưng khí tức vẫn quá đáng sợ, chỉ cần một suy nghĩ đã có thể nghiền người khác thành xương vụn. Mình không thể nói chuyện này với ai khác, bằng không Phượng Hoàng chắc chắn sẽ giết chết mình. Ngô Bình thi triển lôi đột, trở về Hưng Long chỉ sau thời gian một điếu thuốc. Lúc này Lý Mai đang ở nhà máy. Đến nhà máy, Ngô Bình phát hiện máy móc, phòng ốc đều bị phá hủy và biến thành đống đổ nát. Trong đống gạch vụn ấy còn có mấy trăm thi thể, tất cả đều là công nhân lành nghề chuyên sản xuất thuốc. Còn Lý Mai và vài người phụ trách nhà máy đang quỳ dưới đất, bị kẻ khác kề kiếm vào cổ, hình như chuẩn bị giết chết. Một người thanh niên mặc áo xanh lam đang ngồi trên kiệu xanh nóc đỏ, lạnh mặt nhìn cảnh tượng xung quanh. Dừng tay, Ngô Bình gầm lên. Tấn công bằng thần niệm, một tiếng sấm rền vang, những người kia đều bị nổ bay. Chiếc kiệu cũng bị văng ra mấy trăm mét, người ngồi trên kiệu không chạy kịp nên ngã ra khỏi kiệu, trông thảm hại vô cùng. Đỡ Lý Mai dậy, anh hỏi, chuyện gì vậy? Sao bọn người này dám làm càn ở Hưng Long? Lý Mai vẫn chưa thôi hoảng sợ, nhào vào lòng Ngô Bình mà khóc nấc, anh mà đến trễ thêm chút nữa là em mất mạng rồi. Ngô Bình dỗ dành, không sao cả rồi. Nói cho anh biết. Bọn này là ai? Khẽ thở dài, cô ấy kể, hôm kia có một nhóm người đến đây, bảo họ là người của phòng y dược, không có sự cho phép của họ thì không ai được sản xuất và bán thuốc, đan dược. Ban đầu bọn em cũng thấy bình thường, nghĩ rằng chỉ là sản xuất thuốc thôi mà, tạm thời không bán ra ngoài thôi. Nào ngờ hôm nay họ dẫn theo một toán người đến đây phá hoại cả nhà máy, ngay cả công nhân cũng bị họ đập chết ở đây. Họ hành động nhanh lắm, phong tỏa nơi này. Nên người trên đảo không kịp đến chi viện, Lý Mai nói tiếp, may mà trên người em có một lá bùa nên mới liên lạc được với anh. Ngô Bình híp mắt, phòng y dược đúng không? Tốt lắm. Rầm. Một tiếng sấm nổ vang, anh đã xuất hiện ngay trước kiệu. Thanh niên kia phóng ánh kiếm ra, nhắm thẳng vào giữa lông mày anh, đó là một thanh bảo kiếm. Song thanh bảo kiếm đâm vào trán Ngô Bình còn chưa kịp lóe lên tia lửa đã gãy lìa. Ngô Bình vung chân đạp nát chiếc kiệu.
vươn tay lôi thanh niên kia ra. Rắc! Sức mạnh vô biên của anh khiến bả vai của thanh niên kia lập tức vỡ nát. Đối phương gào thét thảm thương, giận dữ nói, dám ra tay với bản quan, to gan lắm. Chát! Ngô Bình tát vào mặt thanh niên, lạnh lùng bảo, mở mắt chó ra mà nhìn, tôi là Tổng đốc Hưng Long. Một chức quan còn con như anh dám lộng hành ở địa bàn của tôi, anh nghĩ tôi sẽ không giết người sao? Vị quan kia biết anh là Tổng đốc nhưng lại không hề e sợ, còn khinh bỉ nói, Tổng đốc như anh ấy hả, ban đầu Hoàng đế đã phong một lượt hơn 3.000 người. Nhưng đến nay, số Tổng đốc còn sống chỉ còn hơn 1.000 thôi. Tổng đốc chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, anh không binh không quyền, còn chẳng bằng một chức quan còn con như tôi. Ngô Bình đáp trả, anh nói không sai. Chức Tổng đốc này chẳng đáng là gì, nhưng bất kể chức Tổng đốc có vô giá trị đến mấy, tôi vẫn có quyền giết chết anh. Thanh niên nọ hoảng sợ kêu lên, có gì từ từ nói. Tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi. Ngô Bình lạnh giọng, theo lệnh ai? Tất nhiên là phòng y dược, tất cả hoạt động thương mại của hai ngành y, dược đều do phòng y dược quản lý. Các anh sản xuất thuốc phi pháp, tôi đã cảnh báo trước rồi. Nhưng người của anh không nghe, tôi chỉ đành dùng biện pháp mạnh thôi. Ngô Bình tức giận, vớ vẩn, đảo Hưng Long là địa bàn của tôi, từ khi nào đến lượt phòng y dược mấy người quản lý vậy? Bây giờ anh báo cho phòng y dược, bảo họ cử người đến đây. Tôi cho anh một ngày, nếu trong một ngày mà vẫn không gặp được họ thì tôi sẽ giết các anh. Thanh niên kia đảo mắt, được, tôi báo ngay. Có vẻ người này có chỗ dựa nên không sợ, viết một bức thư rồi ném vào không khí. Lá thư này liền biến thành một luồng sáng trắng rồi bay đi. Đây là một pháp khí đưa thư khoảng cách xa, tên là phi thư, tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài phút là gửi đến người nhận. Sau khi phóng phi thư, vị quan trẻ tuổi kia nói, Tổng đốc Ngô, tôi biết đến danh tiếng của anh. Có điều triều đình không giống bên ngoài, có năng lực không bằng có chỗ dựa. Chỗ dựa của tôi là tướng quốc đấy. Ngô Bình đáp, thế à, vậy nếu bây giờ tôi đánh chết anh, tướng quốc có giúp anh sống lại được không? Không tiếp nối chủ đề này được nữa. Vị quan trẻ tuổi khẽ thở dài, đoạn nói, tôi là Du Xuân Ba, quan tuần sát của phòng y dược, thất phẩm. Ngô Bình phớt lờ đối phương, anh phất tay một cái, khu vực tuyệt đối liền bao trùm nhà máy, phòng ốc bị sụp đổ lập tức khôi phục, ngay cả máy móc cũng trở về nguyên trạng. Nhưng Ngô Bình không có cách hồi sinh những công nhân kia, đành sai người xử lý thi thể. Lý Mai hỏi, Huyền Bình à, chúng ta vẫn sản xuất thuốc chứ? Ngô Bình đáp nhẹ, tất nhiên là có. Yên tâm, chuyện tương tự sẽ không tái diễn đâu. Trong lòng anh biết rõ, chuyện hôm nay nếu không phân rõ cao thấp, người của triều đình sẽ mặc sức ức hiếp vị tổng đốc này. Du Xuân Ba và Tùy Tùng có 32 người tổng cộng. Lúc này họ đều đang quỳ dưới đất để chờ kết quả. Nếu phòng y dược không cử người đến, họ sẽ bị Ngô Bình giết chết. Tầng 6 của Thiên Cực Kiếm Kinh là tăng cường sức mạnh của kiếm hoàn, khá giống với nhất kiếm phá vạn pháp của Thiên Địa Kiếm Quyết. Điểm khác biệt là tầng này sẽ ngưng tụ thiên cực kiếm lực độc nhất. Bề mặt cụ thể ở bên ngoài của thiên cực kiếm lực được gọi là kiếm khí. Thiên cực kiếm khí có uy lực cực mạnh, có thể phát huy sức mạnh độc nhất của Ngô Bình. Ví dụ như lửa thần hỗn mang, sức mạnh sấm sét, phù ấn, ý nghĩa võ học, vân vân, đều có thể bổ trợ kiếm khí này vào, từ đó hình thành kiếm lực lửa, kiếm lực sấm sét, kiếm lực phù ấn. Sau khi luyện thành kiếm lực, anh có thể tu luyện ba loại thần thông kiếm đạo cực mạnh. Ngô Bình có căn cơ thâm hậu, tầng 6 của Thiên Cực Kiếm Kinh rất khó nhưng anh vẫn luyện thành nhanh chóng. Thậm chí, rất nhiều đòn của 9 tầng hóa kình có thể thi triển thông qua kiếm lực. Một khi có kiếm lực, Ngô Bình hoàn toàn không cần đến kiếm hoàn khi đối phó kẻ thù nữa. Trong tay anh chỉ cần có một cành cây hay một thanh sắt là thi triển kiếm pháp tuyệt thế được ngay. Làm sao Du Xuân Ba ngờ được Ngô Bình chỉ ngồi im một lúc đã đột phá. Anh ta cảm nhận được rõ ràng nhất là không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề, một luồng sức mạnh kinh khủng đang lan tỏa khắp nơi. Du Xuân Ba kinh ngạc nhìn Ngô Bình, chợt hỏi, Tổng đốc Ngô là kiếm tiên ư? Ngô Bình không trả lời mà hỏi lại, Du Xuân Ba, tướng quốc kia có tu vi gì vậy? Du Xuân Ba đáp, ngài tướng quốc là thiên quân của thiên giới, địa vị cao quý. Tu vi đương nhiên rất cao, là chân tiên. Ngô Bình bình thản bảo, anh nói rất đúng, tôi không nên mạo phạm những người này. Anh hỏi xem bọn họ có đến không? Du Xuân Ba lãnh đạm nói, đang trên đường đi, tối đa nửa canh giờ nữa sẽ đến.
Tổng đốc Ngô, anh chuẩn bị ứng phó đi. Ngô Bình đáp nhẹ tênh, bây giờ tôi chưa muốn đối đầu với triều đình nên không tiện ra tay quá lộ liễu. Du Xuân Ba ngẩn ra, anh nói thế là có ý gì? Ngô Bình phất tay một cái, kiếm lực chấn động, 10 luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện trong không khí. Những người kia lập tức đầu lìa khỏi thân, thi thể nằm la liệt. Giết chết đám người kia rồi, Ngô Bình bèn bay về Long Kinh. Người tu hành phi độn thường đi đường thẳng, nên anh đoán đối phương chắc chắn sẽ đi qua đường này. Quả nhiên, anh độn hành được một quãng thì thấy có đám người đang phi độn. Dáng vẻ và cách ăn vận ấy chính là người do triều đình phái đến. Anh không nói hai lời, chặn bọn họ lại bằng ánh kiếm. Đoàn người kia có hơn 100 người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên để rìa mép. Hộ vệ bên cạnh người này quát to, phường trộm cướp to gan, dám chặn đường quan lớn. Mau quỳ xuống cầu xin, bằng không giết không tha. Ngô Bình cười ha ha, oai phong thật, các vị thuộc phòng y dược gì đó phải không? Hộ vệ kia cười khẩy, đúng vậy, chúng tôi chính là phòng y dược. Vị này là đường quan của phòng, ngài Tư Mã. Ngô Bình nói, nghe bảo các vị muốn đến Hưng Long. Tổng đốc của Hưng Long không dễ động vào, các vị không sợ sao? Người trung niên lạnh nhạt đáp, tên dân đen kia, chuyện của bản quan đến lượt cậu can dự à? Mau đi đi, không thì giết. Ngô Bình vẫn đứng im, thấy các vị đằng đằng sát khí thế này muốn đi giết người sao? Hộ vệ nọ bực dọc đáp trả, đúng đấy, chúng tôi sẽ diệt trừ đảo Hưng Long. Lắm chuyện thật, tôi phải giết cả cậu. Tu vi của hộ vệ này không thấp, là địa tiên Long Môn. Nói xong, hộ vệ đã vung trường đao, toan chém đầu Ngô Bình. Ngô Bình chẳng buồn nhúc nhích, đao cứa vào cổ anh chỉ lóe lên tia lửa rồi lưỡi đao cong lại ngay. Cánh tay hộ vệ tê dần, liền buông đao lui về. Vị quan trung niên hơi cau mày, có chút năng lực đấy. Thị vệ, giết. 10 thị vệ lao đến. Những thị vệ này đều là tiên binh tiên tướng sở hữu năng lực khủng khiếp, 2 trong số họ còn là hư tiên. Ngô Bình phất tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đoản thương. Đoản thương này được anh lấy từ động thiên đa bảo, vẫn chưa luyện hóa. Lần này, kiếm lực của anh chấn động, chỉ trong vài nhịp thở đã luyện hóa đoản thương. Đoản thương truyền ra ý niệm, giọng của khí linh vang lên, chủ nhân. Ngô Bình cười hỏi, ngươi tên gì? Khí linh đáp, tôi là Hỏa Diệm Đoản Thương. Tốt! Ngô Bình kích hoạt lửa thần hỗn mang, một ngọn lửa đỏ dài 100 mét phun ra từ mũi thương. Anh vùng mũi thương, ngọn lửa liền quét về phía đám người kia. Phụt! Uy lực của lửa thần hỗn mang rất khủng khiếp, đám tiên binh còn chưa đến gần đã đột ngột bị thiêu cháy, sau đó nổ tung, hồn bay phách tán. Ngô Bình cười một tràng dài, mũi thương rung lên, kiếm khí ngập tràn trong không khí. Những kiếm khí này đều có màu đỏ và nóng cực kỳ. Hàng trăm triệu kiếm khí thổi về phía họ tựa như gió bão. Vị quan trung niên kêu lên thảm thiết, lập tức lấy ra nhiều pháp bảo và phù chú để cứu mình. Nhưng vô ích, đứng trước cơn bão kiếm khí, đám người kia đều hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Giết xong đám quan binh này, Ngô Bình cười hề hề, bèn quay về đảo Hưng Long. Một khi đám người này chết, triều đình sẽ biết. Mệnh quan trong triều đình đều có hồ sơ ghi chép, một khi tử vong, đèn sinh mệnh sẽ tắt ngay. Triều đình rất coi trọng việc này và lập tức tiến hành điều tra. Nhưng vì trước đó Du Xuân Ba xem nhẹ chuyện Hưng Long nên không hề ghi chép lại chi tiết. Lúc anh ta đi cứu viện cũng không hề nói rõ tình hình với thuộc hạ, chuyện này khiến việc điều tra gặp khó khăn. Người của phòng y dược chết rồi là một chuyện tốt với Ngô Bình, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không phái người đến gây rắc rối cho anh nữa. Đường Tử Di đang mang thai. Khi trở về, anh sẽ giúp cô ấy tăng cường tu vi. Đồng thời anh phải truyền thánh huyết của mình vào nhau thai để nâng cao thể chất của thai nhi. Một ngày nọ, khi đang điều chế đan dược, quốc vương Kim Ưng Vu Kiên gửi phi thư cầu viện. Nhận được phi thư, anh bèn đến nước Kim Ưng ngay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.